Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 190. Theo Long Vân thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên lấy tay vung lên, từng đạo quang cầu tử bắn ra. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn người hắn đã tất cả đều đạp không mà lên, hướng về những cái kia quang cầu chụp tới. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, một quả cầu ánh sáng đã xuất hiện trong tay hắn, đó là một quả tinh thể phía trên, viết một cái hai chữ. Ta số ba lôi đài. Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay nắm hai chữ tinh thể, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, mà là không nghĩ là nhanh như thế liền gặp gỡ Tiêu Phàm, dẫn đến hai người lẫn nhau tiêu hao. Dù sao, cái này địa các thi đấu cũng không phải muốn cử hành thời gian rất lâu, tối đa cũng liền hai ngày mà thôi. Thiên hoang cái gì tiết tấu đều nhanh, không có khả năng ở một cái thi đấu bên trên lãng phí thời gian. Ở Tà Vũ trong lòng, hắn cùng với Tiêu Phàm sẽ có một trận chiến, nhưng là phải là cuối cùng tranh đoạt ba hạng đầu, thậm chí tranh đoạt hạng nhất một trận chiến. Các ngươi ăn ảnh ứng lôi đài, người thắng tấn cấp. Long Vân lời nói giản lược nói tóm tắt, địa các thi đấu quy tắc vẫn như cũ còn là đơn giản như thế thô bạo. Nếu như không phải Tiêu Phàm đồng thuật dị biến hoa một chút thời gian, đoán chừng vòng thứ hai đều đã kết thúc. 20 người không có chút gì do dự, nhào nhào đạp không mà lên. Tấn cấp 20 người đứng đầu, đã được đến tiến về tinh nguyên động thiên tư cách, tiếp xuống thắng thua, chính là quyết định ở tinh nguyên động thiên đợi thời gian dài bao lâu. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở số 2 lôi đài phía trên, mà ở hắn cách đó không xa, cũng đồng thời xuất hiện một bóng người. Để Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, cái này lại chính là Tà Vũ vừa rồi chào hỏi nam tử. Đông Phương Diễn, bản thân trận đầu, dĩ nhiên là cùng Đông Phương Diễn chiến đấu. Ở Tiêu Phàm trong lòng, Đông Phương Diễn tốt xấu cũng coi là nửa cái thái cổ thần giới người, hắn không muốn đối phương liền nhanh như vậy thua. Nếu như Đông Phương Diễn biết rõ Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, đoán chừng cũng sẽ buồn bực thổ huyết a. Chiến đấu còn chưa bắt đầu đây, ngươi nhất định ta thua. Nghe qua Tiêu huynh danh tiếng, mời. Đông Phương Diễn xòe bàn tay ra, một căn sáo ngọc xuất hiện trong tay hắn, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, nhất cử nhất động đều cực kỳ nho nhã. Mời, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh. Đông Phương Diễn danh tiếng, hắn nghe qua không ít lần, thậm chí còn gặp qua không ít lần, chẳng qua là ban đầu hắn địch nhân chủ yếu là Đế Thái Ất, Huyền Phệ cùng Cửu Linh bọn họ, cho nên cũng không cùng kết giao. Bất quá tạm thời mà nói, Tiêu Phàm đối Đông Phương Diễn ấn tượng cũng không tệ lắm. Ông chỉ thấy Đông Phương Diễn đột nhiên sáo ngọc quét ngang, gợi lên thời khắc. Từng đạo kỳ dị thanh âm truyền ra, hư không bên trong chấn động ra từng đạo quỷ dị năng lượng ba động. Tiêu Phàm nhíu mày, qua nhiều năm như vậy, hắn gặp gỡ qua không ít có được đặc thù thủ đoạn công kích người, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng sáo ngọc đánh giết. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu năng lượng từ trên người hắn dập dờn mà ra, loại cảm giác này, nhưng hắn có chút khó chịu. Hô, lúc này, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch. Hắn nhấc lên Tu La kiếm, cực tốc hướng về Đông Phương Diễn đánh tới. Đối phương mặc dù chỉ là ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng đệ bát, thế nhưng chỉ là quá khứ thức, hiện tại, ai nào biết hắn làm sao cường đại. Ầm ầm, thiên địa oanh minh không thôi, tinh hà đều đang lay động, Tiêu Phàm động thủ một khắc này, Đông Phương Diễn khí thế trên người bỗng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắn mắt lạnh như điện, sắc bén bức nhân, áo bào trắng cổ động, bay phất phới. Nguyên một đám quỷ dị âm tiết từ hắn trong sáo ngọc bay ra, hóa thành từng đạo tuyệt sát chi thuật nhào về phía Tiêu Phàm, uy thế kinh thiên. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy làn da đau nhói vô cùng, Tu La kiếm không ngừng vũ động, tại hư không phát ra chân chính âm vang thanh âm, từng đạo quang mang nở rộ, dường như là từ trong hư vô bắn ra. Đông Phương Diễn tiếp tục lay động sáo ngọc, nhưng quanh người hắn không gian đã bắt đầu hủy diệt. Vô cùng vô tận âm ba công kích tập trung vào Tiêu Phàm, bị người khó lòng phòng bị. Hắn quanh thân càng là phát ra ánh sáng vô lượng mang, giống như trong bóng tối đèn sáng. Thật là mạnh âm ba công kích, lại có thể dung chuyển ta linh hồn. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi, trường kiếm trong tay vũ động không ngừng. Cái này thật chỉ là vạn tộc thiên tài bảng người thứ 8 sao, làm sao cảm giác so hạng nhì Đế Thái Ất còn kinh khủng hơn a? Mặc dù hắn chưa bao giờ cùng vạn tộc thiên tài bảng đệ nhất thần ma tử giao thủ qua,
nhưng Tiêu Phàm cảm thấy, thần ma tử đoán chừng cũng chỉ đến như thế. Bang bang, Tiêu Phàm tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, chân hắn giẫm nghịch long đăng thiên bộ, né tránh sóng âm thực chất hóa đánh giết, trong hư vô bắn ra năng lượng điên cuồng đâm vào Tiêu Phàm thân kiếm, giống như là hai khỏa kim loại tinh cầu đụng vào nhau, va chạm nhượng lại thiên vũ đều run rẩy ánh lửa. Đây là một loại đáng sợ uy thế, cũng là một trận đáng sợ quyết đấu. Tiêu Phàm cảm thấy, dù cho cùng hạ phẩm thánh tôn cảnh dị ma chiến đấu, cũng không có thống khoái như vậy. Nếu như không phải bốn phía lôi đài màn ánh sáng thủ hộ lấy, có lẽ bốn phía hư không cũng bắt đầu vỡ nát. Thiên kiêu chi chiến, bậc này chiến đấu, tuyệt đối được cho chân chính thiên kiêu chi chiến. Bốn phía lôi đài, có không ít hướng về Tiêu Phàm bọn họ cuộc chiến đấu này, bọn họ thống hận Tiêu Phàm, khó chịu Tiêu Phàm, nhưng là không còn giống trước đó một dạng châm chọc khiêu khích. Bọn họ liền Tiêu Phàm thực lực cũng không bằng, lại có tư cách gì trào phúng đây. Có ý tứ, đây mới là ta muốn chiến đấu. Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, từ khi đột phá thánh đế cảnh về sau, hắn liền không có chân chính chiến một cuộc. Nếu không phải là bị người khác miểu sát, nếu không phải là miểu sát người khác. Trước đó Tiêu Phàm khiêu chiến địa bảng cao thủ hình ảnh, cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nơi nào có như vậy chiến đấu thông khoái. Tiêu Phàm vũ động trong tay Tu La kiếm, hư không chán phóng từng đạo huyết sắc kiếm sen, trong hư vô bắn ra âm ba công kích, tất cả đều bị kiếm liên ngăn cản. Thân ảnh của hắn không ngừng hướng về phía Đông Phương Diễn tới gần. Nếu như ngay cả tới gần Đông Phương Diễn thực lực đều không có, lại như thế nào đánh bại hắn đây? Bất quá, theo khoảng cách Đông Phương Diễn khoảng cách càng ngày càng gần, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, Tiêu Phàm thừa nhận áp lực cũng bắt đầu tăng vọt. Thậm chí thân thể đều phảng phất có chút vặn vẹo. Ở hắn quanh thân, vô số kiếm mang nở rộ, hình thành vô số kiếm ảnh, nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn. Quá trình này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình xuất thủ càng ngày càng thông thuận, trong cơ thể hắn tiềm lực, cũng triệt để nghiền ép đi ra. Cũng coi như Tiêu Phàm khoảng cách Đông Phương Diễn chỉ có 10 trượng trở lại khoảng cách thời khắc, Tiêu Phàm thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ thấy hắn lăng không đạp mạnh. Cả người giống như mũi tên một dạng phóng tới Đông Phương Diễn. Hắn một kiếm mở đường, Tu La kiếm xé nát tất cả, thế như trẻ tre. Khoảng cách Đông Phương Diễn càng ngày càng gần, Tiêu Phàm chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì từ đầu đến cuối, Đông Phương Diễn biểu hiện cũng không cần quá dễ dàng. Bang, mắt thấy Tu La kiếm sắp đâm vào Đông Phương Diễn mi tâm, đột nhiên, chỉ thấy Đông Phương Diễn đình chỉ thổi. Trong tay sáo ngọc nhẹ nhàng tìm tòi, vậy mà giống như lợi kiếm đồng dạng, chĩa vào Tu La kiếm mũi kiếm. Hắn lại còn là một cái kiếm đạo cao thủ, Tiêu Phàm sững sờ trong nháy mắt, ngay sau đó một cái tay khác chậm rãi mở ra, một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy bỗng nở rộ. Trường trung thời không, Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, ngắn như vậy trong khoảng cách, trường trung thời không đã đủ để nghiền ép hết thảy. Tuyên cổ lưu quang, gần như đồng thời. Đông Phương Diễn khẽ nói một tiếng, chậm rãi nâng tay trái lên. Đối mặt Đông Phương Diễn người này, Tiêu Phàm thậm chí cảm giác so đối mặt Đế Thái Ất còn nguy hiểm hơn một chút. Hắn giờ mới hiểu được, có ít người có lẽ không nổi danh, có thể chân chính thực lực chưa hẳn kém đến đi đâu. Liền tựa như Đông Phương Diễn, ở trên vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng không bằng Đế Thái Ất, nhưng hắn thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn không thua Đế Thái Ất, thậm chí khả năng càng mạnh. Đối mặt bậc này nhân vật thiên kiêu, Tiêu Phàm cũng sẽ không che giấu, trực tiếp thi triển lá bài tẩy. Trường trung thời không, qua Tiêu Phàm nửa năm này thời gian cải tiến, uy lực tuyệt luân, cho dù hạ phẩm thánh tôn bị nhốt vào trong đó, trong thời gian ngắn cũng không khả năng ra. Một khi ra không được, Tiêu Phàm có cực lớn khả năng, trực tiếp đem đối phương gạt bỏ ở bên trong, bởi vậy có thể nghĩ trường trung thời không mạnh mẽ và kinh khủng. Nhưng mà... Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, Đông Phương Diễn tay trái, vậy mà chán phóng một cái thải sắc quang cầu, vô số thải sắc chùm sáng từ quang cầu bên trong bắn ra. Số 2 lôi đài trên không, tất cả đều bị thải sắc chùm sáng đâm xuyên, Tiêu Phàm quanh thân trưởng trung thời không, vậy mà cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Thời gian bản nguyên lực lượng, Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi. Hắn lĩnh ngộ trưởng trung thời không, uy lực dĩ nhiên vô tận, nhưng là không phải vô địch. Chỉ ít ở không có triệt để hoàn thiện trước đó, là có rất nhiều sơ hở. Người khác chỉ cần lĩnh ngộ thời gian bản nguyên lực lượng,
hoặc là không gian bản nguyên lực lượng không yếu hơn hắn, liền có thể công phá trưởng trung thời không. Dù sao, trưởng trung thời không, trừ bỏ sinh tử bản nguyên lực lượng bên ngoài, chính là do thời gian bản nguyên cùng không gian bản nguyên tạo thành, hủy thứ nhất, liền có thể phá mở trưởng trung thời không. Thình thịch, Tiêu Phàm trong tay trưởng trung thời không, cùng Đông Phương Diễn Tuyên cổ lưu quang đồng thời nổ tung, phô thiên cái địa uy lực phóng tới bốn phương tám hướng, ở trong tiếng ầm ầm, thiên địa không ngừng vỡ nát. Số 2 lôi đài lay động lợi hại, tựa như tùy thời có thể phá mở một dạng. Tiêu Phàm cùng Đông Phương Diễn thân ảnh, đồng thời hướng về sau lưng thối lui, chỉ bất quá, Tiêu Phàm lui về phía sau 5 bước, mà Đông Phương Diễn lại lui về phía sau 7 bước. Lại đến, Tiêu Phàm càng chiến càng hăng, thể nội vô tận chiến huyết sôi trào, toàn thân phát sáng, áo bào vang vọng leng keng, rung động kịch liệt, hư không đều không chịu nổi hắn uy áp, xé rách thiên địa. Ngươi thắng, nhưng mà lúc này, Đông Phương Diễn lại là hơi hơi chắp tay, quay người nhảy xuống lôi đài. Tiêu Phàm ngừng thân hình, hơi nhíu mày, loại cảm giác này, nhưng hắn vô cùng khó chịu, bất quá hắn lại phát hiện, Đông Phương Diễn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên, Đông Phương Diễn không giống làm bộ, nhưng hắn cũng biết, Đông Phương Diễn tuyệt đối còn có sức tái chiến. Chỉ bất quá dạng này tiếp tục đánh, thắng lợi cuối cùng nhất khả năng vẫn là Tiêu Phàm, hắn cũng không cần phải lại tiếp tục như vậy chiến đấu. Tiêu Phàm thở sâu, bình phục một lần suy nghĩ, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Đông Phương Diễn dạng người này, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác phức tạp, bất quá, cái này là đối phương lựa chọn. Tiêu Phàm cũng không cái gì có thể nói. Tiêu Phàm cùng Đông Phương Diễn chiến hung mãnh, nguyên bản hắn cho là mình hẳn là cái thứ nhất lên cấp, nhưng hắn vẫn phát hiện, bản thân chỉ là cái thứ hai mà thôi. Mà người đầu tiên, sớm đã đi tới trên khán đài. Long Vô Mệnh, Tiêu Phàm chưa từng gặp qua người này, nhưng nghe nói qua đại danh của hắn, cùng biết rõ tướng mạo của hắn. Xa xa nhìn tới, Long Vô Mệnh thân cao 8 thước có thừa. Hai tay vẫn ôm trước ngực, trong tay cầm một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, lẳng lặng đứng ở khán đài phía trước. Cặp mắt hơi say rượu, đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quan tâm những người khác chiến đấu. Tiêu Phàm đạp vào khán đài thời khắc, Long Vô Mệnh vẫn như cũ nhắm hai mắt, cũng không có nhìn Tiêu Phàm một cái. Người rất kiêu ngạo, đây là Tiêu Phàm đối cái này Long Vô Mệnh ấn tượng đầu tiên, nhưng hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm, đương nhiên. Ấn tượng cũng không tính là kém, chỉ ít bản thân khả năng lại thêm một cái đối thủ cường đại, không phải sao. Cũng đúng lúc này, có hai người kết thúc bọn họ chiến đấu, trong đó một cái hơi có vẻ gầy gò hắc bào thanh niên, hắn tóc dài cuộn tại cùng một chỗ, tản ra một loại phái nữ ôn nhu. Thậm chí, khuôn mặt của hắn, đều có chút xinh đẹp, giống như là nữ hài tử, chỉ có bằng phẳng lồng ngực, chứng minh hắn là một cái nam nhân. Một người khác thì là cả người khoác cổ lão chiến y thanh niên anh Tuấn, chiến y lấp lóe lấy đen nhánh u quang, băng lãnh như xương, cái này cùng hắn khí chất hết sức tương tự. Kỳ diện mắt Tuấn giật, hai mắt lăng lệ như kiếm, tóc dài đen nhánh trên không trung cuốn lên, tản mát ra không có gì sánh kịp bá khí. Tiêu Phàm lần đầu tiên liền đoán được thân phận của hai người này hẳn là địa bảng xếp hàng đệ nhị cùng đệ tam cơ Trần cùng đế tử Phi. Bọn họ có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, tấn cấp vòng thứ hai, cùng Tiêu Phàm tình huống có chút khác biệt, Tiêu Phàm tấn cấp, là bởi vì Đông Phương Diễn tự động nhận thua. Mà hai người này, là chân chính đánh bại bọn hắn đối thủ, có thể tốc độ lại không thể so hắn chậm bao nhiêu, có thể nghĩ hai người này thực lực mạnh. Khó trách Tà Vũ nói, muốn tranh đoạt đệ nhất, bọn họ đều có 3 cái đối thủ cường đại, Long Vô Mệnh, Cơ Trần, cùng Đế Tử Phi. Cơ Trần cùng Đế Tử Phi đến, cũng không nhịn được nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái, dù sao, chỉ là so với bọn hắn đến chậm chốc lát, cái này đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm thực lực bất phàm. Tiêu Phàm không nói, tiếp tục chú ý nơi xa còn dư lại 4 cái lôi đài chiến đấu, hắn cũng có thể thừa cơ lý giải đám người này thực lực làm sao. Dù sao, chờ chút những người này, khả năng đều là hắn đối thủ. Cái thứ 5 thắng được lại là Tà Vũ tốc độ chậm một chút. Nhưng thắng coi như nhẹ nhõm. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi nói thầm, gia hỏa này trước đó không phải một mực ở địa bảng hạng 48 không thể đi lên sao, làm sao hiện tại, liền địa bảng 20 người đứng đầu đều có thể thắng. Trong chớp mắt, Tiêu Phàm nghĩ tới Tà Vũ kinh khủng huyết hải,
cùng sau lưng hắn huyết ảnh, trong lòng không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ, Tà Vũ khả năng một mực ở ẩn tàng hắn thực lực. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm đều không biết rõ ràng Tà Vũ lần trước cùng Lý Thanh Liên lúc chiến đấu, bùng nổ cái kia bóng người màu đỏ ngòm là cái gì. Người khác tưởng rằng tước đoạt thần thông, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy không phải, vậy càng giống như là một loại thể chất dị tượng, liền như là lúc trước Hoang Vô Cương triển lộ chí tôn hoàng thể, bùng nổ thể chất dị tượng một dạng. Chỉ bất quá, Tà Vũ thể chất dị tượng, muốn càng thêm khủng bố mà thôi. Nửa canh giờ về sau, mặt khác năm cuộc chiến đấu cũng lần lượt kết thúc, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người đồng thời tiến nhập 10 hạng đầu. Lúc này, Long Vân tuyên bố, một canh giờ về sau, tiến hành xuống một trận tranh tài. Mà một vòng này tranh tài, không còn là rút thăm, mà là dựa theo vừa rồi lên cấp trình tự, vẫn như cũ tiến hành đào thải chế. Người thứ 11 đến người thứ 20, tiến vào tinh nguyên động ngày cùng ban thưởng là giống nhau, đồng dạng, người thứ 6 đến người thứ 10, tiến vào tinh nguyên động ngày cùng những phần thưởng khác cũng giống như nhau. Muốn làm bản thân tiến vào tinh nguyên động thiên tranh thủ nhiều thời gian hơn, vậy thì không thể bại. Một cái thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm 10 người tất cả đều đem bản thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất, nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Đã đến giờ, vòng thứ 3, dựa theo tấn cấp trình tự, số 1 đối chiến số 10, số 2 đối chiến số 9, cứ thế mà suy ra. Long Vân thanh âm vang lên lần nữa. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm 10 người bỗng nhiên đứng dậy. Ầm ầm, theo một lượt mới bắt đầu tranh tài, quảng trường phía trên phương lôi đài cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trong đó 5 tòa lôi đài chậm rãi chìm xuống dưới, cùng quảng trường bảo trì ngang hàng, dường như vốn chính là một thể. Quảng trường phía trên, chỉ còn lại có 5 tòa lôi đài, cái này một vòng đấu, vẫn là 5 cái lôi đài đồng thời tiến hành. Kể từ đó, Tiêu Phàm bọn họ muốn biết những người khác thủ đoạn công kích, nhất định phải lấy tận tốc độ nhanh chiến thắng đối thủ, bằng không mà nói, để đối thủ xem cuộc chiến, ngược lại sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình. Đương nhiên, cái này đối mỗi người mà nói đều là công bình, hơn nữa còn có thể tiết kiệm thời gian dài. Nếu như một trận chiến đấu, một cái địa các thi đấu, cũng không biết muốn chiến đấu đến năm nào tháng nào đi đây. Bên trên một vòng đấu, Tiêu Phàm là cái thứ 2 tấn cấp người, hắn thẻ số cũng thay đổi thành số 2, mà hắn đối thủ, thì là thứ 2 đếm ngược cái tấn cấp người. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, hắn đối thủ dĩ nhiên là một nữ tử. Nữ tử ăn mặc hắc sắc da rắn trang phục, dáng người có lồi có lõm, tràn đầy một loại nổ tung đồng dạng thị giác cảm giác. Bất quá mặt mũi băng lãnh, khi nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên người tự nhiên trán phóng sát khí lạnh lẽo. Sát khí, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, bản thân cùng người này có thù sao? Hắn nội tâm âm thầm phủ định, bản thân cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người này, lại làm sao có thể cùng với nàng có thù đây? Chính là ngươi giết Lâm Nho, hại chết Lâm Giật, da rắn nữ tử lạnh như băng mở miệng, trong giọng nói mang theo nồng nặc sát ý. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày chậm rãi giãn ra, nhún nhún vai nói, Lâm gia người, không phải sớm cho là như vậy sao, cần gì nhiều câu hỏi này. Vậy ngươi liền có thể chết, da rắn nữ tử lạnh rên một tiếng. Nói xong, thân thể của nàng bỗng biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Không sai, chính là hư không tiêu thất, dù cho Tiêu Phàm nhục thân, đều bắt không đến mảy may. Ẩn thân, Tiêu Phàm nhíu mày, bản năng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đưa tay chính là một kiếm, một đạo hỗn độn kiếm khí nổi giận chém mà ra. Nhưng mà, hắn kiếm khí vồ hụt, cái gì đều không đụng tới, ngược lại là trên lồng ngực của hắn, nhiều hơn một đạo hắc sắc thủ ấn, một đạo kinh khủng hắc khí, điên cuồng ăn mòn bộ ngực của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc chi bản nguyên lực lượng, Tiêu Phàm ngạc nhiên, sắc mặt nghiêm túc hết sức, hắn biết rõ, bản thân gặp phiền toái. Nếu như đối phương chỉ là lĩnh ngộ độc chi bản nguyên, hắn có lẽ không cần e ngại, bởi vì hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, đối phương chưa chắc có thể đụng bên trên góc áo của hắn. Nhưng mấu chốt là, nữ tử này căn bản không nhìn thấy, sợ không được, làm sao cùng với nàng đánh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiêu Phàm phía sau lưng lại bị một đạo lăng lệ móng vuốt xé mở, máu tươi phun ra, khí độc càng là điên cuồng mà ăn mòn thân thể của hắn. Một lần này hắn hẳn là kết thúc, vậy mà đụng phải vạn độc nữ Lâm Thiên Hinh, độc của nàng,
thế nhưng là liên hạ phẩm thánh tôn đều có thể hạ độc chết. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là Lâm Thiên Hinh lĩnh ngộ hư vô bổn nguyên lực lượng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của nàng, mà khoảng thời gian này bên trong, nàng đã đủ để giết chết Tiêu Phàm. Có thể tiến vào 10 hạng đầu, đã không tệ, ta nghe nói, Lâm gia Lâm Nho chết ở trong tay của hắn, Lâm Giật cũng vì hắn mà chết, chỉ sợ Lâm Thiên Hinh chưa chắc sẽ buông tha hắn. Chú ý Tiêu Phàm cùng gia rắn nữ tử Lâm Thiên Hinh chiến đấu tu sĩ, không có mấy cái xem trọng Tiêu Phàm. Một đường đến nay, Tiêu Phàm xác thực cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn, vậy mà xông vào 10 hạng đầu. Thế nhưng là, cũng liền dừng bước ở đây, muốn đi vào 5 người đứng đầu, trên căn bản là không thể nào. Nghĩ thắng Lâm Thiên Hinh, với hắn mà nói, kỳ thật không khó, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Nơi xa, lẻ loi trơ trọi xó xỉnh bên trong, một đạo hắc ảnh nói một mình. Bóng đen không phải người khác, chính là Khương Ách, cũng chỉ có hắn thế giới, mãi mãi cũng là một người. Lôi đài phía trên, Tiêu Phàm cũng không có làm quá nhiều chống cự, trên người của hắn chút chuyện này thương thế, với hắn mà nói, thật không tính là gì. Ai thật lâu, Tiêu Phàm khẽ thở một hơi, đối phương chiêu chiêu chí mạng, cái này là hoàn toàn nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết a. Hắn vốn là muốn hóa giải cùng Lâm gia cừu hận, ai biết Lâm gia căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Đây là địa các thi đấu, đối phương liền muốn giết chết hắn, nếu là lúc bình thường, lại há sẽ bỏ qua hắn đây. Tuy nhiên ta không muốn giết người, nhưng người lại buộc ta giết người. Tiêu Phàm lắc đầu. Nói xong, Tiêu Phàm khí thế trên người trong nháy mắt biến hóa, hắn trong mắt chẳng biết lúc nào đã biến thành hắc sắc. Một cỗ không nhìn thấy năng lượng ba động từ hắn mắt phải bên trong mãnh liệt cuộn trào ra. Một trượng 3,3 mét phạm vi bên trong, khắp nơi đều là hắc khí, giăng đầy mỗi một tấc không gian. Hắc phụ không đặc biệt, mà là vận rủi hắc khí. Vừa mới cùng Khương Ách rằng co, Tiêu Phàm đã hấp thu không ít vận rủi hắc khí, dẫn đến đồng thuật dị biến, bây giờ Tiêu Phàm đã có thể phóng thích vận rủi hắc khí. Chỉ bất quá hắn vận rủi hắc khí không thể như Khương Ách như vậy, bao phủ phương viên 10 trượng, hắn chỉ có thể làm đến phương viên 1 trượng 3,3 mét mà thôi. Phốc, một đạo huyết kiếm từ Tiêu Phàm đầu vai nở rộ, Tiêu Phàm trong mắt sương mù màu đen càng là hỗn loạn lợi hại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo bóng người màu đen. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có quan tâm thương thế trên người, mà là đột nhiên thi triển thời không na di thiểm đệ nhất trọng tiểu thời không, cả người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, Tiêu Phàm một bên, một đạo da rắn thân ảnh hiển lộ mà ra, trợn to hai mắt, lộ ra hết sức vẻ sợ hãi, trừ bỏ Lâm Thiên Hinh còn có ai đây? Lâm Thiên Hinh bụng bị một chuôi tử huyết sắc yêu dị chi kiếm xuyên thủng, phát ra một trận rầm 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 thanh âm, cuồn cuộn máu tươi dọc theo tu la kiếm rót vào Tiêu Phàm lòng bàn tay, sáp nhập vào trong thân thể hắn. Ta vốn không nguyện cùng Lâm gia là địch, thế nhưng khinh người quá đáng. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, mặc kệ Lâm Thiên Hinh chấn kinh, trực tiếp đem nàng thể nội máu tươi cắn nuốt không còn một mảnh. Tiêu Phàm không giết nữ nhân, cũng không phải nói rõ hắn thật không giết, mà là không đối địch với hắn, hắn sẽ không giết. Mà trước mắt Lâm Thiên Hinh, thời khắc đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua nàng đây. Vừa vặn, hắn tu luyện tu la cửu biến đệ lục biến, cần đại lượng thần huyết. Lâm Thiên Hinh dù sao cũng là thánh đế cảnh cường giả cấp cao nhất, máu của hắn, nghĩ đến cũng thỏa mãn tu la cửu biến cần. Đương nhiên, cách hắn có thể tu luyện tu la cửu biến đệ lục biến, còn kém 1.100 loại thần huyết, thu thập một loại này thần huyết, hơn nữa còn có thể là tái diễn thần huyết, căn bản không có quá nhiều giá trị, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Nguyên bản Tiêu Phàm muốn chờ đột phá thánh tôn cảnh, lại tu luyện tu la cửu biến đệ lục biến, dù sao. Thánh tôn cảnh là không lấy chủng tộc phân chia cá thể, đến lúc đó thu thập thần huyết, hiệu suất sẽ nhanh hơn. Ngươi dám giết ta, Lâm Thiên Hinh kinh sợ nhìn Tiêu Phàm, nàng nguyên bản mềm mại da thịt, giờ phút này đã trở nên nếp uốn không chịu nổi, lộ ra già nua hết sức. Cho dù bị Tiêu Phàm phế bỏ nguyên lực hải, nhưng nàng trên người vẫn như cũ không ngừng chảy ra màu xanh đen chất lỏng, muốn độc chết Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn không hề bị lay động. Không sợ chút nào khí độc. Không, Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là phế bỏ ngươi, dù sao,
ngươi lĩnh ngộ hư vô bản nguyên lực lượng, ta nhìn không thấy ngươi, không cẩn thận phế bỏ ngươi cũng rất bình thường, không phải sao? Lâm Thiên Hình trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tăng thêm nàng cái kia nếp nhăn khuôn mặt, nhìn qua càng thêm khủng bố, dữ tợn. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục cao cao tại thượng bộ dáng, khinh thường cùng khinh bỉ nói, ta chính là Lâm gia dòng chính đệ tử, ngươi dám phế ta? Ta không dám, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên, hắn điều khiển lấy mắt phải bên trong vận rủi hắc khí điên cuồng tràn vào Lâm Thiên Hình thể nội, trong tay Tu La kiếm hơi hơi rung động, đem nàng nguyên lực hải quấy đến vỡ nát. Đồng thời, Tiêu Phàm bộc phát ra cường đại linh hồn trùng kích, bay thẳng Lâm Thiên Hình không gian ý thức. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lâm Thiên Hình thân thể mềm mại bỗng nhiên bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở bên bờ lôi đài, ngã nhào mà xuống, thật lâu chưa từng đứng dậy. Vạn độc nữ vậy mà bại, đám người kinh ngạc lên tiếng, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, lại nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Hình. Rất nhiều người còn cho rằng mắt mình hoa, đây chính là địa bảng người thứ 8 Lâm Thiên Hình A, bên trong địa các, đã có thể được xem đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng lúc này mới bao lâu, vậy mà liền bị Tiêu Phàm đánh bại. Tiêu Phàm thần sắc như thường, đạp không bay về phía trên khán đài. Hắn biết rõ, từ nay về sau, hắn cùng với Lâm gia lại không chỗ giảng hòa. Cái này Lâm Thiên Hình mặc dù thực lực không bằng Lâm Nho, nhưng đó là bởi vì nàng trẻ tuổi, Lâm Thiên Hình thiên phú, cũng không phải Lâm Nho có thể so. Nếu như cùng giai tu vi, Lâm Thiên Hình hoàn toàn có thể nghiền ép Lâm Nho. Mà bây giờ, Lâm Thiên Hình đã phế, Lâm gia muốn cứu nàng, đoán chừng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, Lâm gia đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Lại đắc tội một cái gia tộc, Tiêu Phàm trong lòng than nhẹ một tiếng. Tiêu Phàm đi tới khán đài, không ít mục quang không hẹn mà cùng rơi ở trên người hắn. Bất quá hắn không có để ý, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa hai đạo bóng người, nhưng hắn ngoài ý muốn là, lại có người còn nhanh hơn hắn. Long Vô Mệnh, Đế Tử Phi, hai người này thật mạnh như vậy. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Ngay sau đó hắn ánh mắt hướng về còn dư lại hai tòa lôi đài nhìn tới, trong đó chiến đấu bốn bóng người, hắn vậy mà toàn bộ nhận biết. Đế Thái Ất cùng Thánh Nhân Hoàng có thể tiến vào 10 hạng đầu, cũng tính xứng đáng vạn tộc thiên tài bảng 3 vị trí đầu danh tiếng. Tiêu Phàm không hề cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đế Thái Ất cùng Thánh Nhân Hoàng dù sao cũng là vạn tộc thiên tài bảng đệ nhị cùng đệ tam, thực lực lại có thể kém đến đi đâu đây. Nhất là Đế Thái Ất, hắn nhưng là cùng Thiên Hoang thập đại gia tộc một trong đế chiến gia tộc có rất lớn liên lụy. Đương nhiên, Thánh Nhân Hoàng cũng không kém, Tiêu Phàm thế nhưng là nghe nói, Thánh Nhân Hoàng có thể là đấu chiến thánh tộc, thực lực sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà, bọn hắn đối thủ cũng không yếu, Đế Thái Ất đối mặt là Tà Vũ. Mà Thánh Nhân Hoàng, đối mặt thế nhưng là địa bảng đệ nhị cơ trần. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào hai trận chiến đấu kịch liệt bên trên, giờ phút này, bốn người chiến cực kỳ kịch liệt, cơ hồ thiên băng địa liệt, cho dù lôi đài, cũng dường như nhận không chịu nổi bọn hắn uy áp. Tà Vũ vị trí lôi đài phía trên, huyết hải quay cuồng, gào thét, vô số huyết ảnh điên cuồng công kích tới Đế Thái Ất. Đế Thái Ất thân hình hơi có vẻ chật vật, nhưng vẫn như cũ thành thạo. Từng đạo cổ lão thủ ấn hung mãnh đánh vào huyết hải phía trên, huyết hải không ngừng nổ tung. Nhưng mà, Tà Vũ huyết hải tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, cứ tiếp như thế, Đế Thái Ất chưa hẳn kiên trì được. Đế Thái Ất, xuất ra ngươi toàn bộ thủ đoạn A, bằng không, ngươi không có cơ hội. Tà Vũ sắc mặt lạnh lùng, cũng không có khinh địch, ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đế Thái Ất cũng biết rõ bản thân như vậy tiếp tục đánh. Sớm muộn sẽ bị Tà Vũ tiêu hao mà chết. Hô hô, khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, xung quanh người hắn, đột nhiên hiện ra vô tận ngọn lửa màu đỏ ngòm, lờ mờ có thể nhìn thấy, có một lá cờ vũ động. Hỏa ma kỳ, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra cờ này xí là vật gì. Ban đầu ở phi tiên thánh cảnh bên trong, ngũ hành sát ma kỳ tuôn ra, phân biệt bị 5 người đoạt được. Tiêu Phàm chiếm được kim ma kỳ, cho kim cốt đế. Mà mặt khác bốn mặt kỳ tử, lại bị Đế Thái Ất bọn họ lấy được, hiển nhiên, Đế Thái Ất lấy được chính là hỏa ma kỳ. Hỏa ma kỳ chập chờn thời khắc, vô cùng vô tận hỏa diễm tuôn ra, thiên địa run rẩy kịch liệt, dường như đang khóc. Cùng lúc đó,
Đế Thái Ất toàn thân bị ngọn lửa đốt cháy, hắn rốt cục không còn bảo lưu, cho thấy cái thế thần thông, hai tay kết ấn, sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ ở trước mặt hắn. Vẻn vẹn hô hấp không tới thời gian, liền hóa thành một cái ngập trời long hình trưởng ấn hung hăng hướng về lôi đài nghiền ép mà xuống, muốn đem lôi đài cho đánh thành bột mịn, uy thế kinh thiên. Thái hư cổ long ấn, năm đại tổ long thủ ấn một trong. Chỉ là so với lúc trước hắn thi triển thái hư cổ long ấn, uy lực này không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bành bành bành, tà vũ huyết hải nổ tung, sau đó bị cái kia cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ ngòm bốc hơi, cái gì đều không lưu lại, tà vũ đầu gối dường như đã nhận lấy hết sức đáng sợ áp lực, thật sâu cong xuống dưới, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng hết sức. Phải thua sao, đám người nhìn qua tà vũ còng xuống bóng lưng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn họ dĩ nhiên không thích tà vũ, nhưng lại không thể không kính sợ tà vũ thực lực. Cường giả, mãi mãi cũng là đáng giá tôn kính. Nhìn trên đài, địa các một ít trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm tà vũ cùng đế thái ất chiến đấu. Nếu như tà vũ sư tôn không phải tà thần, có lẽ cũng sẽ không được chú ý. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, tà vũ một khi thất bại, ném không chỉ có riêng là của hắn mặt, còn có hắn sư tôn tà thần mặt. Sớm tại thăng thiên lễ mừng trước chừng một năm, tà thần liền mang theo tà vũ tiến vào thiên hoang, tuyên cáo tà vũ thân phận, sợ hắn về sau không có địch nhân một dạng. Cũng chính là bởi vì như vậy, thiên hoang tất cả mọi người hy vọng tà vũ bại một lần. Bất quá, cũng có một số người thần sắc như thường, trong này liền bao quát Tiêu Phàm. Lại muốn thi triển một kích kia sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng. Lần trước tà vũ phía sau toát ra huyết sắc ma ảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt, không nói trên đời vô địch, nhưng là tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại. Lời còn chưa dứt, lôi đài phía trên tà vũ thân thể đột nhiên chậm rãi đứng lên. Nhưng mà, hắn cũng không có thi triển cái kia huyết sắc ma ảnh, ngược lại lấy tay lấy ra một chuôi huyết sắc tế kiếm, một đạo kinh thiên kiếm mang nghịch thiên mà lên, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Phốc phốc, một đạo huyết mang tại hư không nở rộ, đế thái ất trên mặt xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, nếu như không phải hắn thời điểm then chốt đầu di động nửa thước khoảng cách, đoán chừng đã bị chém. Lúc này, hắn thi triển thái hư cổ long ấn bỗng tiêu tán thành vô hình, một màn này, để ở đây tu sĩ kinh ngạc không thôi. Chỉ một kiếm, không có bất kỳ cái gì sặc sỡ một kiếm, vậy mà phá trừ đế thái ất bá đạo như vậy một đòn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đế thái ất lệ khí trùng thiên, hai mắt tràn ngập không cam lòng, dường như làm cái nào đó chật vật quyết định một dạng. Ngao đế thái ất ngửa mặt lên trời gào thét, vậy mà phát ra trận trận tiếng long ngâm, oanh một tiếng, thiên vũ nứt đoạn, hư không run rẩy dữ dội, chấn động đến bốn phía tu sĩ huyết dịch sôi trào không thôi. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy đế thái ất thân hình đã biến mất. Thay vào đó là một đầu dài mấy trăm trượng tử kim cự long, ở hắn dưới bụng, càng là sinh ra ngũ trảo. Ngũ trảo tử kim thần long, đám người nhìn không được kinh hô mà ra, rất nhiều người đã ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngũ trảo tử kim thần long, đây chính là long tộc chí tôn thần long, danh xưng chí tôn long tổ. Chí tôn long tổ xuất thế, vạn long triều bái. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc hướng về đế thái ất, ai cũng không ngờ tới, đế thái ất bản thể, dĩ nhiên là ngũ trảo tử kim thần long. Ngũ trảo tử kim thần long biến mất mấy trăm ngàn năm, vậy mà xuất thế lần nữa. Thời đại vàng son muốn tới sao? Mỗi một lần thời đại vàng son về sau, chính là đại kiếp đến, thái cổ thần giới, lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu sao? Hồi lâu, đám người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ánh mắt bên trong trừ bỏ chấn kinh, cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Tiêu Phàm thần sắc cũng có chút ngưng trọng, đây đã là hắn thấy qua đầu thứ hai ngũ trảo tử kim thần long. Lần trước tử như huyết từ cái nào đó không gian chạy thoát, lấy được mấy đầu long mạch linh về sau, khôi phục nhục thân, cũng là ngũ trảo tử kim thần long. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đế thái ất bản thể, vậy mà cũng là ngũ trảo tử kim thần long. Mặc dù nói, đột phá thánh tôn cảnh. Vạn đạo quy về bản nguyên, không có cái gì chủng tộc phân chia, nhưng là, mỗi người cơ sở còn là không giống nhau. Liền tựa như nhà xí cũng là phòng ở, nhà cao tầng cũng là phòng ở,
nhưng hai cái này hoàn toàn là không thể so sánh. Đế Thái Ất có được ngũ trảo tử kim thần long, một khi đột phá thánh tôn cảnh, hắn điểm xuất phát, cùng kẻ khác tất nhiên cũng không giống nhau. Đế Thái Ất vậy mà vẫn giấu kín lấy thực lực, lần này, Tà Vũ chống đỡ được sao? Hay là nói, hắn đã sớm biết Đế Thái Ất bản thể? Tiêu Phàm híp hai mắt, đại bộ phận tâm thần hướng về Tà Vũ vị trí lôi đài, tựa như sợ bỏ qua cái gì. Cùng Tà Vũ ở chung lâu như vậy, Tiêu Phàm một mực không biết ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào, hắn cũng muốn nhìn xem, Tà Vũ đến cùng cường đại đến trình độ nào. Cứ việc Tà Vũ bình thường nhìn qua cả lơ phất phơ, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, đây chẳng qua là hắn không kềm chế được bề ngoài mà thôi. Tà Vũ, ngươi không phải muốn biết thực lực chân chính của ta sao? Ta sợ ngươi biết về sau, sẽ triệt để tuyệt vọng. Đế Thái Ất tùy tiện cười lớn, lớn tiếng như hồng trung. Nói xong, cái kia mấy chục trượng lớn long chảo điên cuồng đánh ra, giống như đại dương lực lượng mãnh liệt mà xuống, răng đầy mỗi một chỗ không gian, giống như là một mảnh thương vũ tinh hà đang không ngừng sụp đổ. Tà Vũ con người sắc bén dị thường, không có sợ hãi chút nào, hắn tóc đen trong gió cuốn lên, giống hệt một tôn cái thế ma tôn lâm thế. Đồng thời, đám người phát hiện, Tà Vũ khí thế trên người cũng thay đổi, hắn trong mắt, vậy mà lờ mờ biến thành màu máu, vụt sáng vụt sáng. Trên người càng là tản mát ra một loại tùy tiện, tà dị lực lượng, cỗ này lực lượng, bị người nhìn không thấu. Chỉ một thoáng, Tà Vũ đột nhiên một cước hung hăng dẫm lên lôi đài phía trên, thân thể giống như chớp lóe một dạng phóng tới cái kia vô số long chảo, trong tay huyết kiếm càng là vũ động không ngừng. Bang bang, cuồng bạo mà bén nhọn tiếng hét lớn vang vọng hư không, đốm lửa bắn tứ tung, sáng chói chói mắt, đâm đến người không mở mắt ra được. Ở đoàn người trong ánh mắt kinh hãi, Tà Vũ sinh sinh giết ra một con đường máu, hoàn toàn không nhìn Đế Thái Ất công kích. Tuyệt vọng, đó là hoàn toàn không tồn tại. Không có khả năng, người lực lượng làm sao mạnh như vậy. Đế Thái Ất sợ hãi giống. Phải biết, hắn đây chính là ngũ trảo tử kim thần long tử thân thể, chẳng những kiên cố không phá vỡ nổi, hơn nữa lực lớn vô cùng, liên hạ phẩm thánh tôn, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Nhưng hiện tại, Tà Vũ vậy mà sinh sinh chặn lại hắn công kích, không ngừng tới gần đầu của hắn. Hư không lay động, rung động càng ngày càng lợi hại, thông thiên động địa. Đế Thái Ất nơi nào còn dám chần chờ, trong miệng phun ra ra từng đạo nắng gắt chi hỏa, răng đầy hư không, không cho Tà Vũ đến gần khả năng. Nhưng mà, Tà Vũ bước chân chưa từng ngừng bước chốc lát, tựa như kinh khủng hỏa diễm đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hô, làm Đế Thái Ất lấy lại tinh thần thời khắc, Tà Vũ từ hắn to lớn con người bên cạnh lướt qua, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Đế Thái Ất đỉnh đầu. Hắn giống như hùng ưng dương cánh, sau đó một cước hung hăng chân đạp mà xuống, trọng trọng dẫm ở Đế Thái Ất trên đầu. Ken két, một trận thanh âm gãy xương vang lên, Đế Thái Ất xương đầu vỡ ra, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, đầu có chút choáng váng, thân thể dường như không nghe sai khiến một dạng. Cái kia mấy trăm trượng long khu điên cuồng rơi xuống dưới, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, khổng lồ long khu hung hăng nện ở lôi đài phía trên. Phịch một tiếng nổ mạnh, cuồng bạo khí lãng đánh thẳng vào chung quanh lôi đài màn ánh sáng, bá đạo hung mãnh, đại địa đều run rẩy dữ dội lên. Ngay sau đó, để đám người hít một hơi lạnh chính là, phía dưới lôi đài, vậy mà xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở, thao bốn phương tám hướng khuếch tán. Tạch 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 thanh âm còn đang lan tràn, cuối cùng, lôi đài không chịu nổi cái kia cuồng bạo lực lượng, trực tiếp nổ vỡ nát. Về phần Đế Thái Ất biến thành ngũ trảo tử kim thần long, lại giống như một bãi bùn nhão đồng dạng, sụi lơ ở phế tích, hắn toàn thân nhuốm máu, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Một cước này, không chỉ có riêng dầm nát hắn thân thể, còn dầm nát uy phong của hắn cùng ngạo khí. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Lực lượng này, phải cỡ nào cường đại, mới có thể một đòn hủy đi lôi đài A. Đám người không dám tưởng tượng, nhưng giờ khắc này, Tà Vũ danh tiếng, càng xâm nhập thêm lòng người, trở thành cường đại đại danh từ. Mạnh như vậy lực lượng, ta nếu không thi triển tu la cửu biến đệ tứ biến, thậm chí đệ ngũ biến mà nói, cũng so được. Tiêu Phàm cũng kinh ngạc hết sức. Phải biết, hắn trước kia nhìn thấy Tà Vũ, cho tới bây giờ đều là lấy phiêu giật. Tấn mãnh giết địch a. Mà gần đây, vậy mà giống như một tráng hán,
dùng áp đảo tính lực lượng đánh bại đối thủ, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Gia hỏa này, từ thần ma táng thổ đến cùng chiếm được cái gì? Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn nhục thể thế nhưng là hấp thu vô tận khí số, bị tức số thối thể, cho dù so ra kém thánh tôn cảnh vô thượng kim thân, nhưng là tuyệt đối nghiền ép thánh đế cảnh tất cả. Nhưng hắn đối mặt Tà Vũ giờ phút này hiển lộ bá đạo lực lượng, cũng không có quá nhiều tự tin. Thậm chí, cho dù thi triển tu la cửu biến, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Mạnh, xác thực mạnh đến mức độ biến thái. Tiêu Phàm dư quang vừa nhìn về phía bên cạnh Long Vô Mệnh cùng Đế Tử Phi, hắn không có chú ý hai người này chiến đấu, nhưng hắn cũng có chút chờ mong, nếu như gặp gỡ hai người này, hắn cùng Tà Vũ phải chăng có thể thắng được đây? Tiêu Phàm tìm không thấy đáp án, bất quá, hắn biết rõ, bản thân rất nhanh liền có thể ấn chứng. Lôi đài phía trên, Tà Vũ nhàn nhạt nhìn Đế Thái Ất một cái, sau đó quay người hướng về khán đài bay tới, hướng về phía Tiêu Phàm mỉm cười. Liền nhìn về phía cái cuối cùng trên lôi đài chiến đấu. Những người khác ánh mắt cũng trong nháy mắt bị cái cuối cùng lôi đài hấp dẫn, nhất là thiên hoang người, bọn họ hoàn toàn nghĩ không hiểu, vì sao Cơ Trần hội chiến lâu như vậy đây. Cơ Trần thế nhưng là địa bảng đệ nhị cường giả A, cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại, không nói là đệ nhất, đệ nhị tất nhiên không thể thiếu hắn. Nhưng hắn thực lực cường đại như vậy, lại đánh mãi không xong. Cái này khiến đám người làm sao không kinh ngạc đây. Phải biết, đối phương chỉ là một cái thái cổ thần giới người mà thôi. Đấu chiến thánh tộc thật cường đại như vậy. Nhìn qua xa xa chiến đấu, Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư. Ở thiên hoang tu sĩ trong mắt, thái cổ thần giới tu sĩ, chẳng qua là một đám thổ dân mà thôi, thiên phú nát không được. Mà bây giờ, lại không có mấy người dám khinh thường thái cổ thần giới người. Xiết vào năm vị trí đầu. Thì có hai người. Mà thiên hoang một phương, cũng chỉ có hai người. Nếu như thánh nhân hoàng chiến thắng Cơ Trần, đây chẳng phải là thiên hoang có được ba người tiến vào năm vị trí đầu. Việc này nếu thật phát sinh, thiên hoang không phải chấn động không thể. Trên thực tế, thiên hoang hiện tại đã cực kỳ không bình tĩnh. Ánh mắt mọi người, tất cả đều chú ý trận cuối cùng chiến đấu, Cơ Trần cùng thánh nhân hoàng, đến cùng ai có thể thắng. Lôi đài phía trên. Tinh quang thôi sán, như mênh mông quang bộc bạo sái tứ phương, Cơ Trần cùng thánh nhân hoàng hai người đều chiến ra chân hỏa, uy thế vô biên. Cơ Trần cũng tốt, thánh nhân hoàng cũng được, hai người đều là thánh đế cảnh bên trong đỉnh cấp thiên tài. Đối với bọn hắn mà nói, cái lôi đài này xem như chiến trường, thực sự quá nhỏ, chiến trường của bọn họ, hẳn là tinh không vực ngoại, vô hạn thương khung. Thình thịch, trời long đất lở nổ vang thỉnh thoảng vang lên. Hư không thiếu chút nữa thì không chịu nổi hai người uy áp, vỡ ra từng đạo thật nhỏ khe hở, loạn lưu bắn ra bốn phía. Bình thường địa các tu sĩ, đã không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, thực sự quá nhanh. Cho dù là thiên các, thậm chí thánh các người, cũng nhìn kinh hồn táng đảm, thực lực như vậy, một khi đột phá thánh tôn cảnh, bọn họ tuyệt đối có thể uy áp cùng giai. Rốt cục, thánh nhân hoàng cùng Cơ Trần vừa chạm vào tức mở. Cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, lạnh lùng hướng về đối phương. Cơ Trần cầm trong tay ám kim trường thương, mái tóc đen dày trong gió cuốn lên, như ma tựa như thần, lại không phía trước phiêu giật siêu phàm. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, hắn nắm lấy ám kim trường thương tay, vậy mà đang khẽ run lấy, hổ khẩu nứt ra, tràn ra từng tia máu tươi. Có thể nghĩ, hắn thừa nhận lực lượng công kích mạnh bao nhiêu. Mà đối diện thánh nhân hoàng, trong tay hắn cầm hắc sắc côn sắt, quanh thân kim quang vạn trượng, như tinh hà triển nhiễu, bá khí vô biên. Bất quá, lồng ngực của hắn, đã nứt ra một đường vết rách, dòng máu màu vàng óng chảy ra, có một loại lực lượng quỷ dị, đang ở phá hủy hắn nhục thể. Hai người một trận chiến, bất phân cao thấp, ngươi rất mạnh, Cơ Trần thở sâu, ngưng trọng nhìn xem đối diện thánh nhân hoàng. Từ khi tu luyện đến nay, cùng tuổi một đời bên trong, Cơ Trần chưa bao giờ gặp gỡ cái gì đối thủ, phóng nhãn địa các, thậm chí thiên hoang, thánh đế cảnh bên trong, hắn cũng chỉ đem hai người xem như đối thủ. Một cái là Long Vô Mệnh, một cái là Đế Tử Phi. Không phải hắn Cơ Trần kiêu ngạo, mà là bởi vì hắn có thực lực như vậy. Cho dù là thiên các cao thủ, cũng không có mấy người vào hắn pháp nhãn, lại càng không cần phải nói thái cổ thần giới tu sĩ. Nhưng bây giờ
trước mắt thánh nhân hoàng, thật nhường hắn rung động, trong lòng đã lâu chiến ý rốt cuộc bộc phát, nhưng dù cho như thế, hắn vậy mà đánh mãi không xong, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Chỉ bất quá, kinh ngạc sau, hắn lại có chút mừng rỡ, bản thân rốt cuộc nhiều hơn một cái đối thủ. Ngươi cũng không tệ, thánh nhân hoàng trầm giọng nói, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng như thế dáng vẻ. Dù cho từng tại phi tiên thánh cảnh, đối mặt cái kia hỗn độn nguyên thú, hắn cũng lạnh nhạt xử chi. Hắn thánh nhân hoàng rất ít chân chính ra tay toàn lực, ở trong mắt thánh nhân hoàng, đế thái ất thực lực đều không tính là gì, chỉ có vạn tộc thiên tài bảng phía trên đệ nhất nhân thần ma tử, nhường hắn nóng lòng không đợi được. Chỉ bất quá, người đời không có người nào chân chính gặp qua thần ma tử, dường như người này căn bản không tồn tại. Không cách nào khiêu chiến thần ma tử, thánh nhân hoàng có chút đáng tiếc, về phần vạn tộc thiên tài bảng bên trên những người khác, hắn đều không có chiến đấu dục vọng. Dù cho Tiêu Phàm, dù cho Tà Vũ, hắn đều không coi bọn họ là đối thủ. Cho tới nay, cho dù thường xuyên cùng đế thái ất hợp tác, hắn cũng không có hiển lộ qua chân chính thực lực. Nhưng cơ trần, lại thương tổn tới hắn, hơn nữa hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn thắng được. Giờ phút này, thánh nhân hoàng toàn thân chiến ý không ngừng kéo lên, trong mắt kim quang nổ bắn ra, muốn đem thiên địa này đều đâm một cái lỗ thủng. Trận chiến này, hy vọng ngươi đem hết toàn lực, không muốn tiếc nuối. Cơ trần vẫn như cũ cực kỳ bá khí, hắn chưa bao giờ cho là mình thất bại. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, bọn họ biết rõ, cơ trần muốn động thật sự. Chiến, thánh nhân hoàng ngoan thoại không nhiều, hắn lại làm sao không đúng bản thân tràn đầy tự tin đây. Lời còn chưa dứt, thánh nhân hoàng sách ngược lấy hỗn nguyên càn khôn côn giết ra, kim sắc quang mang từ trên người hắn nở rộ, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành hồng sắc. Cơ trần mảy may e ngại, ám kim trường thương đâm ra, hư không tựa như một khối vải rách đồng dạng, bị xé toạc ra. Không có cổ pháp, cũng không có cổ thuật, chỉ là thông thường công kích, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí cường lực lượng, so chân chính cổ pháp cùng cổ thuật còn kinh khủng hơn. Quá kinh khủng, cho dù hạ phẩm thánh tôn cũng bất quá nếu như thế a. Bình thường mọi người chỉ biết là cơ trần vừa ra, ai dám tranh phong, bây giờ, rốt cục có người có thể cùng cơ trần đánh một trận, hơn nữa người này vẫn là thái cổ thần giới người, cái kia thánh nhân hoàng cho dù bại, cũng tuy bại nhưng vinh. Đám người cảm thán, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Bọn họ rất ít gặp đến như vậy chiến đấu, rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh, lại bộc phát ra thánh tôn cảnh uy áp. Bang bang, hỗn nguyên càn khôn côn cùng ám kim thần thương đụng vào nhau, bộc phát ra ánh lửa vô tận, giống như từng mảnh tinh thần nổ tung, là như thế chói mắt, chói mắt. Thánh nhân hoàng mỗi một tấc đều đang phát sáng, mỗi một sợi tóc đều kim quang chói mắt, chiến ý dường như đạt đến đỉnh phong nhất. Đồng dạng, cơ trần cũng là như thế. Mơ hồ trong đó, trên người có thánh quang cùng vân khí bốc hơi, đem cả người hắn chiếu xạ như mộng như ảo, có chút không quá chân thực. Vẫn thần, sau một khắc, thánh nhân hoàng hai tay nắm lấy càn khôn hỗn nguyên côn hung hăng rơi đập mà xuống, hư không lại cũng chịu không được hắn uy áp, giống như mạng nhện một dạng vỡ ra, giống như ma chảo màu đen tại hư không loạn vũ. Một lần là xong, thánh nhân hoàng đã bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Một đòn ra. Đám người phảng phất thấy được vô số thần linh cúi đầu, mà theo hắn cái này đánh xuống một đòn, những thần linh kia, tất cả đều nhanh chóng mẫn diệt, cuối cùng tan thành mây khói. Đây là một loại đáng sợ dị tượng, cả thế gian hiếm thấy, có thể nghĩ một kích này uy lực. Diệt thương, cơ trần không cam lòng rớt lại phía sau, ám kim thần thương tựa như tia chớp đâm ra, chân hắn dẫm một đạo tinh hà, ngang qua trời cao, một lần tại chỗ biến mất. Hư không khắp nơi đều là thương ảnh, dày đặc mỗi một tấc không gian, cuối cùng hợp hai làm một, nghịch thiên mà lên, muốn diệt thần ma. Giờ khắc này, tinh quang ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Hai người rốt cục không còn bảo lưu, mà là một kích toàn lực, quyết một cao thấp. Ầm ầm, hai đạo công kích rơi xuống, hư không lại cũng không chịu nổi cỗ kia uy áp, nổ tung lên. Thiên hoang không gian bích lũy, không phải thánh tôn cảnh không thể phá. Mà bây giờ, lại bị hai cái thánh đế cảnh phá mở. Vô địch thiên kiêu, có người nói nhỏ, giọng nói vô cùng vì run rẩy. Đáng tiếc, phần lớn người đều không nhìn thấy trong võ đài bên cạnh phát sinh đến cái gì, hừng hực quang mang sớm đã che mất thiên địa,
ba động khủng bố đánh thẳng vào tứ phương, tựa như tùy thời đều có thể đột phá lôi đài trói buộc, hủy diệt tất cả. Đến cùng người nào thắng? Đám người run rẩy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn chằm chằm chân trời. Ngay sau đó, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên địa yên lặng như tờ. Khi hai người công kích đụng vào nhau về sau, thời không đều phảng phất dừng lại. Đám người nhìn chằm chằm lôi đài phía trên, muốn biết kết quả của trận chiến này. Mấy tức về sau, thời không ngừng lôi đài rốt cục lại nhấc lên chiều dâng, sức mạnh vô cùng vô tận điên cuồng đánh thẳng vào lôi đài quang mang. Ngay sau đó, phía dưới lôi đài lại cũng không chịu nổi hai người uy áp, trực tiếp nổ tung. Vô số loạn lưu bắn ra bốn phía, phóng hướng chân trời tứ phương, vây xem tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhất là những cái kia cấp thấp tu sĩ, bọn họ nếu là bị dư ba quét sạch, hoặc là bị toái thạch đánh chúng, là sẽ chết người. May vào lúc này, Long Vân kịp thời xuất thủ, lấy tay nhẹ nhàng vung lên, bốn phía lôi đài toái thạch cùng năng lượng ba động trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Bốn phía vây xem tu sĩ có loại chết rồi quãng đời còn lại cảm giác, tựa như ở quỷ môn quan đi một vòng. Mà Long Vân, thân làm địa các chủ hắn, cũng bắt đầu cân nhắc, cái này lôi đài có phải hay không hẳn là xây mấy cái càng bền chắc. Nếu là một trận chiến đấu liền hủy đi một cái. Không chỉ cần phải trả giá rất lớn trùng kiến lôi đài, hơn nữa địa các cũng thật mất mặt a. Tiêu Phàm, người nói ai có thể thắng? Tà Vũ khó được ngưng trọng, hắn đều có chút thấy không rõ trận chiến đấu này. Một cái là thiên hoang thần các địa bảng đệ nhị, một cái là vạn tộc thiên tài bảng đệ tam, thực lực hẳn là đều không kém nơi nào. Không biết, bất quá cơ trần phần thắng hẳn là lớn một chút. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, trịnh trọng cấp ra một đáp án. Vì sao, Tà Vũ không hiểu, hắn thấy, thánh nhân hoàng khí thế càng hơn, chiến ý càng mạnh mới đúng. Quy tắc, Tiêu Phàm thở sâu, phun ra hai chữ. Quy tắc, Tà Vũ càng thêm không hiểu, cái này địa các thi đấu quy tắc rất đơn giản a, chẳng lẽ cơ trần còn có thể bắt lấy quy tắc thắng thánh nhân hoàng sao? Nhưng nếu như thánh nhân hoàng thắng, chẳng lẽ bởi vì quy tắc, sẽ phán cơ trần thắng sao? Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, lôi đài, không. Chuẩn xác mà nói là trong phế tích bụi bặm chậm rãi tán đi, lập tức lộ ra hai đạo bóng người. Phế tích, cơ trần sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, nắm lấy ám kim thần thương tay run rẩy kịch liệt lấy, hổ khẩu máu tươi chảy ngang, trên áo bào chảy ra từng tia huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình. Đối diện, ngực của thánh nhân hoàng bị xuyên thủng, lờ mờ có thể nhìn thấy tàn phá nội tạng, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng kinh khủng. Thương thế của hai người đều rất nặng. Có thể chiến ý lại không giảm. Phốc, đột nhiên, cơ trần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai chân đã không cách nào đứng thẳng, thân thể ngã xuống đất, ám kim thần thương bỗng nhiên chống đỡ thân thể, quỳ một chân xuống đất. Cái này, đám người kinh ngạc đến cực điểm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt. Cơ trần thua, đây là phần lớn người trong lòng lấy được đáp án, mặc dù ngực của thánh nhân hoàng bị xuyên thủng, thương thế nhìn qua tương đối nặng. Nhưng cơ trần liền cầm ám kim thần thương tay cũng bắt đầu run rẩy, một cái liền vũ khí đều bắt không được người, lại làm sao có thể có lực đánh một trận đây. Ta thua, thánh nhân hoàng thở sâu, hướng về phía cơ trần chắp tay một cái, ngay sau đó đạp không mà lên, rời đi phế tích. Thánh nhân hoàng thua, tất cả mọi người lộ ra không thể tin, chẳng lẽ là hắn cố ý nhận thua sao? Phải biết, cơ trần đã cơ hồ không có lực đánh một trận. Hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại cơ trần A. Hắn đột phá, Tà Vũ vừa bắt đầu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên phát hiện, thánh nhân hoàng khí thế trên người có vẻ như trở nên có chút bất đồng, trước đó chiến đấu thời điểm, hắn rõ ràng chỉ là thánh đế cảnh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, hắn lại đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh. Nếu là tầm thường tranh tài, lâm trận đột phá là có thể được. Thậm chí sẽ để cho người khác cảm thấy là thiên tài. Nhưng địa các thi đấu đã có quy định, chỉ có thánh đế cảnh đỉnh phong cùng với phía dưới tu sĩ, mới có thể tham gia địa các thi đấu. Thánh nhân hoàng đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, tự nhiên đã mất đi tham gia địa các thi đấu tư cách. Dù cho hắn chỉ là lâm trận đột phá, nhưng thua chính là thua. Nghĩ rõ ràng trong đó tất cả, Tà Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là nói quy tắc hai chữ, hắn còn không biết có ý tứ gì.
Nhưng hiện tại, Thánh Nhân Hoàng không chính là bởi vì quy tắc bị đào thải sao, Tiêu Phàm lại là làm thế nào biết đây? Tiêu Phàm nhún nhún vai, không có giải thích nhiều. Người khác không biết, nhưng hắn có thể rõ ràng, Thánh Nhân Hoàng chính là đấu chiến thánh tộc. Đấu chiến thánh tộc cùng chủng tộc khác nhất bất đồng chính là gì đây? Chiến ý, thuyết pháp này không sai, nhưng kỳ thật chỉ có một chữ, kia liền là đấu. Bọn họ bộ tộc này, trong chiến đấu, sẽ như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh đồng dạng, trở nên càng ngày càng mạnh. Cái gì lâm trận đột phá, đối với hắn người mà nói, là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng đối với đấu chiến thánh tộc, lại cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trước đó Thánh Nhân Hoàng bộc phát ra siêu cường chiến ý thời điểm, Tiêu Phàm liền biết, Thánh Nhân Hoàng 89 phần 10 muốn đột phá. Một khi đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, Thánh Nhân Hoàng tự nhiên cũng liền đã mất đi địa các thi đấu tư cách, thua cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Cơ Trần thở sâu, ngay sau đó hai mắt nhắm lại vận chuyển công pháp, khôi phục nhanh chóng thương thế. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn rốt cục khôi phục một tia ửng hồng, lại đi trong miệng nhét mấy viên thuốc, lúc này mới xuất hiện ở trên khán đài. Cùng Thánh Nhân Hoàng một trận chiến, hắn bản thân bị trọng thương, có thể địa các thi đấu chắc là sẽ không bởi vì một mình hắn mà trì hoãn. Quả nhiên, khi hắn xuất hiện ở trên khán đài lúc, Long Vân cũng rốt cục mở miệng nói, các ngươi có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, một canh giờ về sau, thi đấu tiếp tục. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, gật gật đầu ngồi vào một bên, bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái. Một canh giờ không dài, nhưng đối với bọn hắn bậc này cường giả mà nói, khôi phục thất thất bát bát vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là địa các thi đấu nhất khảo nghiệm người địa phương, muốn chiếm lấy càng mạnh thứ tự, liền muốn đối mặt càng mạnh khiêu chiến. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm mấy người đều từ trong nhập định tỉnh lại. Lúc này, Long Vân nắm lấy một cái kỳ lạ thủy tinh dương đi tới, nói, nơi này bên cạnh có 5 cái cầu, 3 cái dãy số, rút đến cùng một cái mã số, người thắng tấn cấp, đơn nhất dãy số người, vòng thứ nhất luân không. Nói đến đây, Long Vân dừng một chút, nhìn thấy đám người hơi nghi hoặc một chút, hắn vừa tiếp tục nói, mà rút đến cùng một dãy số kẻ bại, có một trận phục sinh tái, 2 cái kẻ thất bại một trận chiến, người thắng phục sinh. Phục sinh người, có thể cùng vòng thứ nhất luân không người một trận chiến, người thắng tấn cấp 3 vị trí đầu, trước 3 tên, áp dụng tích phân chế. Người thắng thêm một phần, không phân thắng bại không điểm, kẻ bại chụp một phần, cuối cùng tích phân người nhiều nhất, vì thế giới địa các thi đấu người thứ nhất, các ngươi có thể rõ ràng. Rõ ràng, Tiêu Phàm gật gật đầu. Quy tắc này, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cho rằng vòng thứ nhất luân không người, có thể trực tiếp tấn cấp 3 hạng đầu, cuối cùng lại từ 3 hạng đầu phân ra cái cao thấp. Nhưng hắn không nghĩ tới, thất bại người, còn có cơ hội phục sinh. Kể từ đó, khả năng này liền có thêm mấy trận ác chiến. Bất quá quy tắc này, cũng càng thêm công bằng, chí ít không thành phần có vận khí ở bên trong, ngược lại chân chính khảo nghiệm người thực lực. Bởi vì chỉ có đầy đủ mạnh, mới có thể khiêng áp lực cường đại đi đến cuối cùng. Tiến lên rút thăm, Long Vân nhìn thấy mấy người không có nghi hoặc, lập tức lời ít mà ý nhiều nói. Địa các thi đấu, chỉ còn lại có cuối cùng 5 người, theo Long Vân nói xong. Có người thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ không chút hoang mang đi tới, Cơ Trần cùng Đế Tử Phi hai người nhìn nhau, cũng tới đến Thủy Tinh Dương trước mặt. Chỉ có Long Vô Mệnh, đứng ở đó không nhúc nhích, căn bản không có rút thăm ý tứ. Tiêu Phàm bọn họ thấy thế, không khỏi nhíu mày. Cái này Long Vô Mệnh có vẻ như cũng quá ngạo khí a, thậm chí ngạo khí đã có chút tự phụ. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Bốn người các ngươi rút thăm, ta liền không hút, vô luận đối thủ của ta là ai, đều không sợ hãi. Mặc dù nói, nếu như hắn Long Vô Mệnh là cái cuối cùng rút thăm, rút không hút cũng không đáng kể, dù sao cũng chỉ còn lại cái cuối cùng dãy số. Nhưng thái độ này, là hoàn toàn không giống. Ngạo khí vô biên a, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, bất quá nghĩ đến Long Vô Mệnh thân làm địa bảng đệ nhất người, cũng xác thực phải có tự tin như vậy. Như vậy cũng tốt so một người đứng ở đám mây, tầm mắt bao quát non sông, tự nhiên đã mất đi cùng một chút nhỏ bé tới so sánh. Cơ Trần, Tà Vũ, Đế Tử Phi, Tiêu Phàm, Long Vô Mệnh. Long Vân trầm ngâm chốc lát, từng cái niệm mấy người danh tự. Đại khái là dựa theo trước đó một trận chiến thắng được trình tự rút thăm,
bất quá Tiêu Phàm bọn họ có thể nghe được, dựa theo bình thường trình tự, hẳn là Long Vô Mệnh cái thứ nhất rút ra. Chỉ là, Long Vân nhìn thấy Long Vô Mệnh vô ý tại rút thăm dáng vẻ, hắn dứt khoát đem trình tự trái lại. Cơ Trần gật gật đầu, cái thứ nhất đi đến thủy tinh trước Dương Phương, nắm tay duỗi vào. Thủy tinh Dương qua đặc thù xử lý, dù cho Thánh Tôn linh hồn chi lực cũng vô pháp thẩm thấu, bởi vậy cũng căn bản sẽ không tồn tại gian lận loại khả năng này. Hai hơi về sau, Cơ Trần từ thủy tinh trong Dương lấy ra một thủy tinh cầu bên trên biểu hiện ra một cái vàng óng ánh hai chữ. Cái thứ hai, Tà Vũ ra sân, hắn thần sắc ngược lại tính nhẹ nhõm, căn bản không quan tâm ai là đối thủ. Lúc này, hắn cũng từ thủy tinh trong Dương lấy ra một cái khác lấy hai chữ thủy tinh cầu. Trùng hợp như vậy, Tà Vũ híp hai mắt, cười nhìn lấy Cơ Trần nói. Hai người cùng là hai hào, dựa theo Long Vân tuyên bố quy tắc, hai người chính là đối thủ, người thắng tấn cấp, kẻ bại tiến vào phục sinh tái. Là rất khéo, Cơ Trần nhàn nhạt gật gật đầu, trước đó cùng Thánh Nhân Hoàng một trận chiến, hắn thụ thương thảm trọng, nhưng qua hơn một giờ tu chỉnh, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đối với bọn hắn bậc này thiên kiêu mà nói, chỉ cần không thương đến căn bản, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Người thứ ba, đến phiên Đế Tử Phi, hắn quyết đoán từ trong thủy tinh cầu rút ra một thủy tinh cầu, phía trên viết một cái một chữ. Số 1, Tiêu Phàm nhíu mày, hiện tại thủy tinh trong Dương chỉ còn lại có hai quả cầu, nếu không phải là số 1, nếu không phải là số 3. Rút đến số 1, vậy hắn liền phải cùng Đế Tử Phi một trận chiến, mà rút đến số 3, hắn vô cùng có khả năng luân không, lại theo số 1 số 2 bên trong phục sinh người một trận chiến. Bất kể như thế nào, muốn tấn cấp 3 hạng đầu, một trận chiến này là không thể tránh khỏi, chỉ là đối chiến cùng thiếu chiến mấy trận khác nhau mà thôi. Tiêu Phàm, đến ngươi. Long Vân kêu lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng có chút hiền lành. Nói thật, Tiêu Phàm có thể tiến vào 5 người đứng đầu, thiên phú như vậy cùng thực lực, vẫn là vượt qua hắn bất ngờ. Dù sao, hắn thấy, cứ việc Tiêu Phàm là cửu U Ma chủ chọn chúng người, nhưng lại làm sao cũng là thái cổ thần giới xuất thân người. Tiêu Phàm đi đến thủy tinh Dương trước mặt, duỗi ra chậm rãi lấy ra một thủy tinh cầu. Một, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói ra, sau đó lại nhìn Đế Tử Phi cùng Long Vô Mệnh một cái, đây cũng quá trùng hợp đi a. Đối thủ của mình là Đế Tử Phi, mà cuối cùng còn chưa rút thăm Long Vô Mệnh, vậy mà trực tiếp luân không. Long Vô Mệnh, số 3, tạm thời luân không. Long Vân từ thủy tinh trong Dương lấy ra cuối cùng một thủy tinh cầu, thần sắc có chút đạm mạc, sau đó lại nói trận đầu, số 1 ra sân. Tiêu Phàm, ủng hộ. Tà Vũ cười nhìn lấy Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, giờ phút này, quảng trường phía trên phương chỉ còn lại có một cái lôi đài, mặt khác lôi đài nếu không bị hủy, nếu không liền đã thu về. Hiện tại thế nhưng là địa các 5 người đứng đầu chiến đấu, ai cũng không muốn bỏ qua, địa các tự nhiên cũng không để ý nhiều tốn một chút thời gian. Trong lúc hô hấp, Tiêu Phàm cùng Đế Tử Phi hai người không hẹn mà cùng xuất hiện ở lôi đài phía trên, hai người xa xa tương đối, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm đối thủ dĩ nhiên là Đế Tử Phi sức mạnh thân thể cực kỳ cường hoành, không cần động thủ, đứng ở cái kia cũng sẽ cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Đúng vậy a, Tiêu Phàm nhất định phải thua, hơn nữa ta nghe nói, Đế Tử Phi còn có một loại cực kỳ cường đại thể chất, hơn nữa đã hoàn toàn thức tỉnh, dù cho Cơ Trần, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Cơ Trần thực lực cũng không tệ, nhưng quang so lực lượng, là so ra kém Đế Tử Phi, lôi đài cứ như vậy nhỏ, hắn tốc độ căn bản không chiếm ưu thế, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm, đoán chừng không chống đỡ được mười mấy hơi thở. Thua cũng không cái gì, qua nhiều năm như vậy, thái cổ thần giới người đã tươi có người có thể vào 10 hạng đầu, lại càng không cần phải nói 5 người đứng đầu, một lần này lại có 2 người, đã đủ để dương danh lập vạn. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Cũng không phải bọn họ xem thường Tiêu Phàm, mà là tương đối khách quan bình luận, thật sự là Đế Tử Phi mang cho mọi người chấn nhiếp quá lớn. Nếu như không phải là vì tiến vào tinh nguyên động thiên củng cố bản thân cơ sở, hắn đoán chừng đều có thể bắn vào thánh tôn cảnh, há lại sẽ đợi đến bây giờ đây. Bắt đầu, lúc này, Long Vân đột nhiên ra lệnh một tiếng. Hô, gần như đồng thời, Đế Tử Phi trong nháy mắt động, giống như tên rời cung một dạng bắn ra,
vọt thẳng hướng Tiêu Phàm, một quyền hung hăng rơi đập mà xuống. Đệ tử phi mạnh nhất chính là sức mạnh thân thể, ở lôi đài phía trên, nhất là có khả năng thể hiện hắn ưu thế, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mà ở trong mắt đệ tử phi, Tiêu Phàm làm một cái thái cổ thần giới người, vậy mà xông vào năm vị trí đầu, đây quả thực là thiên hoang sỉ nhục. Hắn một quyền rơi đập, không chỉ có riêng chỉ là muốn đánh bại Tiêu Phàm, mà là trực tiếp đem Tiêu Phàm oanh thành thịt nát. Cảm thụ được đệ tử phi nắm đấm nở rộ cuồn cuộn sát ý, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại. Đệ tử phi, vậy mà muốn giết bản thân. Sau một khắc, Tiêu Phàm động, trong cơ thể hắn vô tận chiến huyết sôi trào lên, chán phóng từng đạo kim quang hiện lên ở ngoại thân. Hắn mặc dù không dám tùy tiện thi triển tu la cửu biến, nhưng chỉ cần không biến thân, hơi cường hóa một lần nhục thân còn có thể làm được. Hô, cùng một thời gian, Tiêu Phàm một cước trọng trọng đạp ở lôi đài phía trên, cả tòa lôi đài kịch liệt chấn động một cái, lúc xuất hiện lần nữa, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở đệ tử phi trước người. Hắn vậy mà cùng đệ tử phi liều nhục thân, có người kinh hô không thôi. Đệ tử phi mạnh nhất là cái gì, địa các tu sĩ ai không rõ ràng. Truyền văn, đệ tử phi đã từng dựa vào sức mạnh thân thể, cùng hạ phẩm thánh tôn vô thượng kim thân chiến cái bất phân cao thấp, từ đó danh chấn thiên hoang thần các. Nhưng hiện tại, lại có người dám cùng đệ tử phi so sức mạnh thân thể, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh đây? Hắn là muốn chết sao? Lại có người mở miệng, thanh âm đều có chút run rẩy. Oanh, không đợi đám người suy nghĩ nhiều, một tiếng kim loại đụng tiếng vang truyền ra, thiên địa lay động, vô số tỉ mỉ không gian liệt phùng xuất hiện ở hư không, loạn lưu kích xạ. Mênh mông lực lượng phóng tới bốn phương tám hướng, vậy mà xuyên thấu lôi đài màn sáng ngăn cản, quét sạch bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ. Bốn phía lôi đài tu sĩ chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi vang lên, trái tim thật giống như bị một cỗ lực lượng hung hăng chấn áp một lần, trên mặt lộ ra thống khổ. Thậm chí, còn có không ít người trực tiếp thất khiếu chảy máu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, tựa như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Cũng may địa các cường giả kịp thời xuất thủ, chế trụ cái kia năng lượng khuếch tán, rất nhiều người mới may mắn tránh thoát một kiếp. Bằng không mà nói, có ít người bị cái này dư ba đánh giết, vậy liền quá xui xẻo. Nhất kích tất sát a, Tiêu Phàm chết chắc, đám người mặc dù thấy không rõ phía trên võ đài phát sinh tất cả, nhưng bọn hắn đã đoán được một loại kết quả. Đệ tử phi cho thấy tuyệt thế bá đạo sức mạnh thân thể, đừng nói thánh đế cảnh đỉnh phong, chính là bán bộ thánh tôn, thậm chí bình thường hạ phẩm thánh tôn, cũng thua không nghi ngờ a. Tiêu Phàm cái này thánh đế cảnh đỉnh phong, đoán chừng đã bị đánh thành cho cặn bã. Thậm chí, có thật nhiều người bắt đầu giễu cợt, biết rõ đệ tử phi nhục thân mạnh mẽ như vậy, còn dám cùng hắn nhục thân liều mạng cứng rắn, đây không phải muốn chết sao? Dù cho Tiêu Phàm chết thật ở lôi đài phía trên, địa các đoán chừng cũng sẽ không thay Tiêu Phàm nói nhiều một câu, bởi vì cái này vốn là hành động tìm chết. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, hư không lại có mấy đạo thanh âm vang lên, kim quang không ngừng ở hư vô loạn lưu bên trong lấp lóe. Tê thật lâu, một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn vậy mà không chết, có người kinh hãi kêu lên. Nếu như Tiêu Phàm đã chết, hoặc là đã mất đi sức chiến đấu, là không thể nào tiếp tục phát xuất chiến đấu tiếng vang. Bây giờ lại tiếng ầm ầm trận trận không dứt, hiển nhiên là Tiêu Phàm còn chưa có chết, cùng đệ tử phi tại đại chiến. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm có thể ở đệ tử phi một đòn phía dưới sống sót, đều là một loại cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Chỉ chốc lát sau, hư không loạn lưu khôi phục lại bình tĩnh, hai đạo bóng người lộ ra ngoài. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tụ tập ở trên thân hai người. Chỉ thấy lôi đài phía trên, Tiêu Phàm cùng đệ tử phi dường như hai tia chớp, nhanh chóng quấn giao cùng một chỗ, một đạo kim sắc, một đạo tử sắc, nhanh đến mức cực hạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiêu Phàm lại có thể cùng đệ tử phi nhục thân va chạm thời gian dài như vậy. Rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi xoa xoa hai mắt. Còn cho rằng mắt mình hoa, xuất hiện ảo giác. Kỳ thật, không chỉ đám bọn hắn kinh ngạc nhất phải kể tới đệ tử phi. Hắn vốn cho là một quyền đủ để đánh giết Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm nhục thân oanh vỡ nát, nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà dễ dàng chặn lại hắn lực lượng công kích, chưa từng lui lại nửa bước.
Cái này há chẳng phải là nói, đối phương nhục thân cùng lực lượng cường độ, đều không yếu hơn mình. Đế tử Phi lúc ấy có trong nháy mắt kinh hãi, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn lực lượng cùng nhục thân xác thực không yếu, nhưng hẳn là thi triển một loại nào đó cổ thuật, không thể thời gian dài kiên trì. Nghĩ tới đây, đế tử Phi chuẩn bị kéo dài chốc lát. Nhưng nhường hắn mắt trợn tròn chính là, Tiêu Phàm khí thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, đó căn bản không giống như là thi triển cổ thuật mới có thực lực a. Mà là Tiêu Phàm nhục thân cùng lực lượng, thật sự có mạnh như vậy. Không có khả năng, ta nhục thân khoảng cách vô thượng kim thân đệ nhất đoán chỉ có cách xa một bước, thánh tôn cảnh phía dưới, không có ai còn có thể so sánh ta. Đế tử Phi trong lòng gào thét. Vừa mới hắn còn cao cao tại thượng, cho là mình độc nhất vô nhị, diệt sát Tiêu Phàm chỉ bất quá giống như diệt sát một con kiến hôi một dạng đơn giản. Nhưng trong chớp mắt, vậy mà xuất hiện một cái cùng hắn không phân cao thấp nhân vật, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận đây. Hơn nữa, Tiêu Phàm khí thế càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, hắn đều có thất bại khả năng a. Đế tử Phi không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận kết quả này, trên đời này, thật sự có người so hắn nhục thể còn mạnh hơn. Nếu như đế tử Phi biết rõ, cái này còn không phải Tiêu Phàm nhục thân trạng thái mạnh nhất, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Oanh một tiếng nổ vang, đế tử Phi toàn lực đánh bay Tiêu Phàm, ngay sau đó nhanh chóng thối lui đến bên bờ lôi đài. Cùng lúc đó, đế tử Phi hai tay chấn động, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn bộc phát ra, thiên địa, cuồn cuộn nguyên khí tràn vào hắn thể nội. Sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Từ lúc mới bắt đầu 8 thước thân cao, vậy mà đã tăng tới 3 trượng to lớn, trọn vẹn đạt đến 10 mét. Mà quanh người hắn, càng là chán phóng tử sắc quang hoa, làn da tỉ mỉ đến cực hạn, nhìn một chút liền biết, hắn nhục thể cường đại vô song. Xem cuộc chiến tu sĩ tất cả đều bị hắn cái này nổ tính nhục thân dọa sợ, rất nhiều người bên trong đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Đây là, đạo nguyên đế thể, 9 đại cổ thể một trong đạo nguyên đế thể. Có người kinh hô mà ra, nhận ra cỗ này bạo tạc tính chất thân thể bản chất, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đạo nguyên đế thể, 9 đại cổ thể một trong, so chí tôn hoàng thể còn muốn bá đạo cùng cường hoành. Chí tôn hoàng thể thi triển thời khắc, uy áp sẽ trực tiếp vượt qua một cái tiểu cảnh giới, chấn nhiếp người khác. Mà đạo nguyên đế thể, lại là trực tiếp để sức mạnh thân thể tăng lên một cái cấp độ. Sống sót thánh đế cảnh nhục thân không có cụ thể cấp độ phân chia, nhưng đến thánh tôn cảnh, nhục thân là có cụ thể phân biệt. Dù sao, thánh tôn cảnh là có thể rèn đúc vô thượng kim thân, nhưng mỗi cái thánh tôn cảnh vô thượng kim thân cũng có phân chia mạnh yếu, mà đệ nhất rèn, thì là vô thượng kim thân yếu nhất kim thân. Người bình thường đột phá thánh tôn cảnh về sau, mới có thể chân chính rèn đúc kim thân. Nhưng mà, đế tử Phi bây giờ còn chỉ là thánh đế cảnh. Nhưng hắn nhục thể đã coi như là thánh đế cảnh bên trong vô địch tồn tại, khoảng cách vô thượng kim đệ nhất rèn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất quá, cái này vẫn như cũ không phải chân chính vô thượng kim thân đệ nhất đoán. Nhưng hắn vậy mà có được đạo nguyên đế thể lực lượng, hoàn toàn có thể để hắn nhục thân lực lượng bước qua bước này khoảng cách, đạt tới chân chính vô thượng kim thân đệ nhất đoán. Mặc dù nhìn như không có gì, nhưng chênh lệch này, cũng không phải lớn như vậy. Đã đủ để kéo ra cùng Tiêu Phàm ở giữa nhục thân chênh lệch. Đạo nguyên đế thể, Tiêu Phàm thở sâu, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Đạo nguyên đế thể đặc tính, hắn tự nhiên là rõ ràng, nếu như hắn có thể đủ thi triển tu la cửu biến đệ ngũ biến, vậy hắn hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng là bây giờ, hắn không dám tùy tiện bại lộ bản thân tu la tộc thân phận, tự nhiên là không dám tùy tiện thi triển. Tu la cửu biến càng là tu la tộc trưởng mới có thể tu luyện công pháp, hắn một khi sử dụng, thiên hoang người tất nhiên trước tiên liền sẽ nhìn ra. Đến lúc đó, nếu như thiên hoang đối tu la tộc bất thiện, vậy hắn lại nên làm như thế nào? Chí ít, vì một cái địa các thi đấu, không đáng hắn bại lộ bản thân thân phận. Tiêu Phàm, người xác thực rất mạnh, nhưng tiên thiên chênh lệch, là ngươi ngày kia vĩnh viễn cũng vô pháp bù đắp. Đế tử Phi ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng xem thường, run dế trung quy là run dế, không thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Run dế trung quy là run dế, không thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Đế tử Phi lời nói, dị thường bá đạo,
giống như từng đạo trọng kích đồng dạng, đánh vào Tiêu Phàm trong đầu. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường, như vậy lời nói, hắn đã không biết nghe nói qua bao nhiêu lần. Hắn cũng không phải là không biết mình cùng rất nhiều thiên tài ở giữa tiên thiên chênh lệch, dù sao hắn chỉ là thông thường thể chất mà thôi, vô tận chiến thể cũng là hậu thiên cải tạo mà thành. Nhưng là, Tiêu Phàm chưa bao giờ cho rằng, tiên thiên liền có thể quyết định tất cả, mấu chốt nhất vẫn là hậu thiên cố gắng. Hắn nếu không bằng Đế Tử Phi, chỉ có thể nói hắn còn chưa đủ cố gắng, cũng không thể nói rằng hắn liền thật không bằng Đế Tử Phi. Huống chi, hắn bây giờ còn chưa bại đây, Đế Tử Phi lại ở trước mặt hắn trang bức. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm chỉ cho là Đế Tử Phi rất ngạo khí, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn đã không chỉ là ngạo khí, còn có chút tự phụ. Tiêu Phàm trong mắt hắn, cũng chỉ là run rế. Thiên hạ to lớn, sơn ngoại hữu sơn. Tiêu Phàm vô địch nhiều năm như vậy, đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Đế Tử Phi, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, người biết ta ghét nhất là cái gì không? Cùng ta liên quan gì? Đế Tử Phi ánh mắt u lãnh, hắn trực tiếp nâng lên bàn chân khổng lồ, một cước hung hăng hướng về Tiêu Phàm đạp xuống. Vừa mới một quyền không có giết chết Tiêu Phàm, đã để hắn 10 điểm mất mặt. Hiện tại, hắn nghĩ muốn một cước băm Tiêu Phàm kiêu ngạo, tìm về chính hắn đánh mất mặt mũi. Ta ghét nhất trang bức, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói một câu. Hắn dĩ nhiên không cách nào thi triển ra mạnh nhất nhục thân, nhưng hắn cho tới bây giờ liền không có chân chính dựa vào nhục thân toàn lực một trận chiến A. Nhục thân chỉ là hắn một loại lực lượng mà thôi, hơn nữa còn là phụ trợ lực lượng. Nơi này chính là địa các thi đấu, cũng không phải liều thân thể địa phương, hắn Tiêu Phàm căn bản không cần thiết cùng Đế Tử Phi liều sức mạnh thân thể. Hô, lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đã tại chỗ biến mất, lúc này, Đế Tử Phi một cước cũng đã đập ầm ầm rơi mà xuống. Phịch một tiếng nổ vang, lôi đài run rẩy dữ dội một lần, vang lên vô số bụi bặm. Ân, Đế Tử Phi nhấc chân phải lên, lạnh lùng quét phía dưới một cái, nhưng hắn nghi ngờ là, Tiêu Phàm vậy mà không thấy bóng dáng. Phốc phốc, nhưng mà cũng đúng lúc này, hư không một tiếng vang giòn truyền ra. Đế Tử Phi thân thể bỗng một cái lảo đảo, hướng về phía trước ngã xuống. Chân phải của hắn vội vàng dẫm ở trên mặt đất, vẫn như trước nhịn không được hướng mặt đất quỳ đi. Đế Tử Phi không biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến chỗ đầu gối truyền đến một trận nỗi đau xé rách tim gan. Hắn ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn, sau một khắc, con người bỗng nhiên run rẩy dữ dội, bởi vì hắn phát hiện, chân trái của chính mình vậy mà gãy, vết cắt chỉnh tề, máu tươi trực phún. Làm sao sẽ, Đế Tử Phi nghĩ không hiểu, hắn tăng cường lực lượng, nhưng là tốc độ căn bản không chậm, làm sao sẽ bị Tiêu Phàm chém đứt đây? Không chỉ hắn kinh ngạc, xem cuộc chiến tu sĩ càng là vô cùng kinh hãi. Bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm thua không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại còn chiếm cứ thượng phong. Phốc phốc, không đợi đám người lấy lại tinh thần, lại là một tiếng vang giòn, Đế Tử Phi chân phải cũng cùng lấy đầu gối đứt gãy. Cả người lại cũng chống đỡ không nổi, hướng về trên mặt đất quỳ đi. Hắn Đế Tử Phi lại làm sao có thể quỳ. Đế Tử Phi trong lòng cuồng hống một tiếng, muốn khôi phục hai chân, nhưng hắn kinh hãi phát hiện, hai chân của mình, vậy mà không cách nào khôi phục. Ở miệng vết thương, có một loại cực kỳ bá đạo lực lượng, đang không ngừng phá hủy sinh cơ của hắn. Giờ khắc này, Đế Tử Phi rốt cục không dám khinh thường Tiêu Phàm. Đối phương nhục thân không kém gì hắn, tốc độ càng là viễn siêu hắn, thực lực như vậy, căn bản không phải hắn có thể khinh thường. Nghĩ đến bản thân mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, tự cho rằng mình là không thể tranh phong nhật nguyệt, Tiêu Phàm chỉ là tiện tay có thể giết run rế, hắn liền trong lòng có chút phát lạnh. Đế Tử Phi trong tay bỗng xuất hiện một chuôi trường thương màu đỏ ngòm, trường thương keng một tiếng đập xuống đất, chống đỡ lấy cái kia ba trượng thân thể. Sau đó nhanh chóng hướng về không trung lao đi. Trong thời gian ngắn mặc dù không cách nào khôi phục chém nứt hai chân, nhưng hắn dù sao cũng là thánh đế cảnh tu vi, lại có thể quỳ đi xuống đây. Chỉ là, không đợi hắn bay lên, một cỗ bá đạo chi tế lực lượng bỗng từ trên cao mãnh liệt mà tới. Một cỗ cường hoành lực lượng trọng trọng nện ở trên đầu vai của hắn, khiến cho hắn thân thể bỗng nhiên trầm xuống, đứt gãy hai chân trong nháy mắt tiếp xúc lôi đài. Giống Đế Tử Phi không có kêu thảm cùng kêu đau, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, áp chế mãnh liệt thống khổ. Đương nhiên,
điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói, có lẽ thật không tính là gì. Nhưng nhường hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn vậy mà thật quỳ xuống, cho dù là bởi vì không có hai chân, cho nên mới sẽ hai đầu gối chạm đất. Nhưng đối với hắn mà nói, hai đầu gối chạm đất, cùng quỳ xuống căn bản không có gì khác nhau. Ngươi sẽ phải hối hận. Đế tử Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt mang một tia oán độc, mà thân thể một trận biến hóa, biến thành lúc đầu thân thể. Tám thước thân cao, vẫn như cũ uy vũ bá khí, hắn không biết dùng thần bí mật bí pháp, khôi phục nhanh chóng hai chân. Nhưng sắc mặt của hắn rõ ràng tái nhợt rất nhiều, lúc này, Tiêu Phàm thân hình hiển lộ ra, lăng không mà đứng ở hắn cách đó không xa. Đế tử Phi nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt có chút oán độc, chỉ là lại không phía trước bá đạo. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn vừa rồi thi triển thời không na di thiểm, trong nháy mắt chặt đứt Đế tử Phi hai chân. Hắn lực lượng có lẽ không bằng có được đạo nguyên đế thể Đế tử Phi, nhưng hắn tốc độ, nhưng còn xa không phải Đế tử Phi có thể so sánh. Huống chi, Tu La kiếm thế nhưng là thôn phệ hỗn độn nguyên kim cùng tinh thần giới vân thạch. Chặt bình thường vô thượng kim thân đệ nhất đoán chừng đều cùng chém dưa chặt rau đồng dạng, hơn nữa bởi vì thời không đặc tính, để Đế tử Phi thương thế thật lâu không cách nào khôi phục. Bất quá, Đế tử Phi không hổ là địa bảng người thứ ba, chất nhanh liền ổn định thương thế, chỉ bất quá lại trở về nguyên điểm mà thôi. Ta làm việc, chưa bao giờ hối hận, Tiêu Phàm nói tương đối quyết đoán. Tu La kiếm kéo cái kiếm hoa, phía trên máu tươi vẩy ra mà ra. Tựa như cố ý khiêu khích Đế tử Phi thần kinh. Đế tử Phi ánh mắt lạnh lùng, giống như là nhìn người chết nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi ra, khí thế trên người không ngừng kéo lên, tựa như cố ý tra tấn Tiêu Phàm, nhường hắn minh bạch sợ hãi tử vong. Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vừa rồi một đòn liền có thể để Đế tử Phi chịu phục, trừ phi vừa rồi trực tiếp làm thịt hắn. Nếu như đại chiến sinh tử, Tiêu Phàm có lẽ đã thắng. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là địa các thi đấu mà thôi, hắn không cần Đế tử Phi tính mệnh, cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, thân ở địa các, tự nhiên là phải dựa theo địa các quy tắc trò chơi, bằng không, hắn sớm muộn sẽ bị đào thải. Cách đó không xa, Đế tử Phi cầm trong tay huyết sắc thần thương, chỉ xéo thương khung, bá khí vô biên. Làm khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm về sau, hắn rốt cục động, một lần này, hắn không có tiếp tục khoe khoang hắn nhục thân lực lượng, mà là hóa thành một vệt ánh sáng. So tốc độ sao, Tiêu Phàm híp hai mắt. Trong mắt của hắn, Đế tử Phi giống như đuôi sao chổi đảo qua thương khung, lấy huyết sắc thần thương mở đường, hư không tịch diệt. Đế tử Phi tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người hắn. Phạt thần, gầm lên giận dữ, Đế tử Phi mũi thương bay thẳng Tiêu Phàm mi tâm, còn chưa đâm vào. Một đạo máu tươi liền đã từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, huyết sắc kia thần thương lộ ra sát phạt chi khí, nhưng hắn đều có chút động dung. Cho tới nay, hắn đều không có khinh thường thiên hoang tu sĩ. Bọn họ ở thánh đế cảnh trước đó, có lẽ là nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhưng đột phá thánh đế cảnh, mỗi người đều đã trải qua huyết phũ tẩy lễ, nhất là Đế tử Phi bậc này tuyệt thế thiên tài. Có thể nói đều là đang trong núi thây biển xác bò ra tới. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy bản thân coi trọng bọn họ những người này, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, bản thân vẫn là khinh thường bọn họ. Thiên hoang tuyệt đỉnh thiên tài, vô luận thiên phú, vẫn là cố gắng, đều mạnh hơn thái cổ thần giới tu sĩ. Hơn nữa bọn họ tài nguyên xa không phải thái cổ thần giới người có thể so sánh, khó trách bọn hắn sẽ xem thường thái cổ thần giới tu sĩ. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thi triển thời không na di thiểm đệ nhất trọng, trong nháy mắt tránh thoát Đế tử Phi mũi thương. Phốc, hư không dường như có một đóa pháo hoa đang tỏa ra, Tiêu Phàm trước đó vị trí, hư không trực tiếp vỡ ra, hư vô loạn lưu bắn ra. Dù cho Tiêu Phàm chỉ cần chậm một chút xíu, khả năng liền một mệnh ô hô. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm thấy, bản thân dù cho chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, cũng chưa chắc có thể tránh thoát Đế tử Phi một kích này, có thể nghĩ hắn tốc độ nhanh chóng. Trường trung thời không, cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ tại hư không vang lên, ngay sau đó một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy, trong nháy mắt nuốt sống Đế tử Phi. Nửa năm này thời gian, Tiêu Phàm đem bản thân lĩnh ngộ thời không bản nguyên lực lượng,
sinh tử bản nguyên lực lượng, thậm chí sát phạt bản nguyên lực lượng, tất cả đều sáp nhập vào trưởng trung thời không. Không phải Tiêu Phàm tự đại, bây giờ trưởng trung thời không, cho dù là hạ phẩm thánh tôn cảnh cường giả, cũng rất khó đánh vỡ. Đế tử Phi có đầy đủ thực lực cùng hạ phẩm thánh tôn cảnh một trận chiến, nhưng thắng bại cũng chỉ là phân ra 5, 5 mà thôi. Bây giờ bị Tiêu Phàm trưởng trung thời không vây khốn, đế tử Phi thật đúng là không nhất định có thể chạy trốn ra ngoài. Lôi đài phía trên, đám người nhìn thấy chỉ còn lại có Tiêu Phàm một bóng người, đế tử Phi thân ảnh đột nhiên không thấy, tất cả mọi người là cứng lại. Đế tử Phi đây, sẽ không bị Tiêu Phàm giết chết à? Làm sao có thể, Tiêu Phàm thực lực dĩ nhiên không yếu, nhưng nếu muốn chiến thắng đế tử Phi, cơ hồ là chuyện không thể nào, bất quá, người đời chỉ biết là đế tử Phi nhục thân vô địch, lại là không biết, đế tử Phi tốc độ cùng công kích linh hồn cũng cực kỳ khủng bố, dù cho Long Vô Mệnh, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Đám người kích động nghị luận, mặc dù đế tử Phi không thấy thân ảnh, nhưng bọn hắn cũng không tin Tiêu Phàm chiến thắng đế tử Phi. Tiêu Phàm nghe được bốn phía tiếng nghị luận, thần sắc có chút cổ quái. Cái này thiên hoang người, chẳng lẽ thua không nổi sao? Đã các ngươi thua không nổi, vậy ta còn thật không phải thắng không thể. Đế tử Phi, người thực lực xác thực không yếu, ngay cả ta trưởng trung thời không đều không thể nghiền ép ngươi, nhưng là, ngươi chính là nhất định phải thua. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Sau một khắc, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đột nhiên thao túng trưởng trung thời không hướng về ngoài lôi đài bên cạnh di động, màn sáng kia căn bản không có ngăn cản cái kia trắng đen xen kẽ vòng xoáy. Oanh, cũng liền ở trưởng trung thời không xuyên thấu màn sáng một sát na kia, một tiếng nổ vang truyền ra, lại là đế tử Phi một quyền đánh bể vòng xoáy, từ trắng đen xen kẽ trong vòng xoáy vọt ra. Hắn như một cái ma vương đồng dạng, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc dày phiêu tán, cổ lão chiến ý dương ra, bá khí hết sức. Tiêu Phàm, người cho rằng bằng cái này thủ đoạn nhỏ, liền có thể ngăn ta lại sao? Đế tử Phi cười lạnh một tiếng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, còn có thủ đoạn gì nữa, đều lấy ra a. Đế tử Phi cực kỳ tùy tiện, không thể không nói, một người một khi có được hắn thiên phú như vậy cùng thực lực, xác thực đã có liều lĩnh vốn liếng. Nhưng mà, đối diện Tiêu Phàm lại là nhún vai, thản nhiên nói, người bại. Bại, đế tử Phi tùy tiện cười to, khinh thường nói, chẳng lẽ đầu óc người bị đánh hỏng. Lời còn chưa dứt, đế tử Phi thanh âm đột nhiên ngừng lại, con người kịch liệt co rút lại mấy lần, sau đó cả người đều bắt đầu rung rung. Ngay sau đó, hắn hai mắt sung huyết, phủ đầy huyết sắc, vẻ mặt không dám tin nhìn xem bốn phía. Hắn phát hiện, bốn phía tu sĩ tất cả đều biểu tình vẻ kinh ngạc, tựa như ấn chứng hắn suy nghĩ trong lòng, cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Người bại, Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy đế tử Phi tiếng mắng chửi, vẫn như cũng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Ba chữ rất bình thản, lại giống như một đạo trọng kích hung hăng nện ở đế tử Phi trong tâm khảm, khiến cho hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí có chút tái nhợt. Người vô sỉ, thật lâu, đế tử Phi lúc này mới biệt xuất một câu, có bản lĩnh, cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Chẳng lẽ ta là lén lén lút lút sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem đế tử Phi, nếu như đang muốn liều mạng tranh đấu, Tiêu Phàm vẫn như cũ sẽ không e ngại đế tử Phi, thậm chí sẽ đoạt được càng đơn giản hơn. Bởi vì chân chính liều mạng tranh đấu, Tiêu Phàm là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đế tử Phi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Hắn xác thực bại, bởi vì hắn giờ phút này hai chân vị trí hư không phía dưới, đã thoát ly lôi đài. Lôi đài tồn tại, vốn cũng không phải là vì để cho tu sĩ sát sinh sát tử, mà là rời đi lôi đài người, là phán là thất bại. Thế nhưng là, đế tử Phi nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại thất bại, hơn nữa còn là bị đối thủ lấy vô sỉ thủ đoạn đánh bại. Ngươi rất tốt, đế tử Phi khẽ cắn môi, vẻ mặt hung ác trừng mắt Tiêu Phàm, rất nhanh ta liền sẽ gặp lại ngươi, đến lúc đó, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi bại, Tiêu Phàm vẫn là ba chữ này. Đế tử Phi trên mặt đau rát, hắn nói lại nhiều, cũng khó có thể cải biến sự thật này, bại chính là bại. Bất quá hắn tự tin, bản thân còn có thể tiến vào phục sinh tái, sau đó chiến thắng luân không người, là hắn có thể đủ tiến vào ba vị trí đầu.
đến lúc đó vẫn như cũ sẽ cùng Tiêu Phàm một trận chiến. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm căn bản cũng không tin Đế Tử Phi có cơ hội có thể tiến vào ba vị trí đầu. Phải biết, hắn Tiêu Phàm đã được đến một cái danh ngạch, mà Tà Vũ cùng Cơ Trần hai người, tả hữu có một người cũng nhất định sẽ lấy được một cái danh ngạch. Đế Tử Phi muốn gặp lại Tiêu Phàm, hắn nhất định phải cùng Tà Vũ hoặc là Cơ Trần một trận chiến, một trận chiến này, Đế Tử Phi thắng lợi tỷ lệ cũng không thế nào lớn. Dù cho chiến thắng Tà Vũ cùng Cơ Trần, hắn còn phải đối mặt Luân Không Long Vô Mệnh. Long Vô Mệnh thế nhưng là địa bảng đệ nhất người a, hắn Đế Tử Phi có thể thắng sao? Nhưng có thể tính quá nhỏ. Hừ, Đế Tử Phi lạnh rên một tiếng, lách mình bay về phía khán đài, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, tựa như so ăn chuột chết còn khó chịu hơn. Đa tạ, Tiêu Phàm cười chắp tay một cái, rất có một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Không biết xấu hổ, vô sỉ gia hỏa, vậy mà dùng loại này không biết xấu hổ thủ đoạn chiến thắng Đế Tử Phi, thắng mà không vẻ vang gì. Nhìn trên đài bốn phía khắp nơi đều là tiếng mắng chửi, Thiên Hoàng tu sĩ đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nhưng Tiêu Phàm lại là mắt điếc tai ngơ, vô sỉ sao, đây chẳng qua là thi đấu mà thôi, nếu như ta không vô sỉ, vạn nhất giết chết Đế Tử Phi, làm sao bây giờ? Đáng tiếc đám người không biết Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, nếu như biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ chỉ là nhìn thấy, Tiêu Phàm dùng vô sỉ thủ đoạn chiến thắng Đế Tử Phi, nếu như so chân chính thực lực, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Phàm không phải Đế Tử Phi đối thủ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không cần hướng bọn họ chứng minh cái gì. Một cái địa các thi đấu mà thôi, thật muốn liều chết liều mạng, hắn cảm thấy không đáng. Không nói Tu La Cửu Biến, chính là thời không Thiên Châu cùng Chấn Thế Đồng Quan, tùy tiện cái nào lấy ra, đều có thể nghiền sát hết thảy. Nói thật, Tiêu Phàm cũng thật sợ mình dưới cơn nóng giận, đem Đế Tử Phi giết chết, cái kia đế chiến gia tộc sẽ bỏ qua hắn mới là lạ chứ. Trận thứ nhất, Tiêu Phàm thắng, Long Vân rốt cục tuyên bố chiến quả. Hắn cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, nguyên bản hắn còn nghĩ mở mang kiến thức một chút Tiêu Phàm thực lực chân chính đây. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại thắng lợi như vậy. Long Vân có thể tưởng tượng, thời khắc này Đế Tử Phi, trong lòng có cỡ nào biệt khuất. Tiêu Phàm nghe vậy, không nhìn bốn phía châm chọc khiêu khích, đương nhiên hướng đi khán đài. Nhìn trên đài, một chút địa các trưởng lão, đều sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Bọn họ cũng nghĩ chiến đấu chân chính, cũng không phải Tiêu Phàm loại này đầu cơ trục lợi. Đương nhiên. Nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng đầu cơ trục lợi cũng chưa chắc có thể làm đến. Tà Vũ, ủng hộ, Tiêu Phàm cười nhìn lấy Tà Vũ một cái. Tà Vũ khóe miệng rung động mấy cái, liền hắn đều cảm thấy, Tiêu Phàm vừa rồi có chút vô sỉ. Tiểu tử, đừng phách lối, ngươi chỉ bất quá tấn cấp mà thôi, thật sự cho rằng có thể đi đến cuối cùng sao? Thái cổ thần giới run rế, cuối cùng chỉ là run rế. Đế Tử Phi khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hắn rất khó chịu Tiêu Phàm loại này nhìn có chút hả hê bộ dáng, hơn nữa, hắn cảm thấy mình thua cực kỳ oan uổng. Nhưng hắn nghĩ muốn ở địa các thi đấu trên võ đài chiến thắng Tiêu Phàm, cơ hồ là chuyện không thể nào, cản ở trước mặt hắn còn có hai người đây. Trận thứ hai, Tà Vũ đối chiến Cơ Trần. Long Vân không nói thêm gì, giữa tiểu bối ân oán, hắn xem như trưởng bối, đương nhiên sẽ không đi nhúng tay. Cơ Trần nghe vậy, quay người liền hướng về lôi đài bay đi. Nhưng mà, hắn rơi trên lôi đài mấy tức về sau, vẫn không có nhìn thấy Tà Vũ ra sân, không khỏi nhíu mày hướng về nhìn trên đài nhìn tới. Nhưng hắn kinh ngạc là, Tà Vũ căn bản không có khởi hành ý tứ, ngược lại đi từng bước một hướng Đế Tử Phi nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Tà Vũ ngữ khí rất lạnh, thậm chí chán phóng sát khí nồng đậm. Lý giải Tà Vũ người đều biết rõ, hắn nhưng là rất ít nổi giận. Chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ, nhưng làm hắn rất muốn động thủ thời điểm, cái kia cũng không phải bình thường hung tàn. Ta nói thái cổ thần giới run rế, chẳng lẽ không đúng sao? Đế Tử Phi 10 điểm cường ngạnh, dù cho hắn biết rõ Tà Vũ sư tôn là tà thần, cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy khiêu khích ý vị. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện, vừa rồi bản thân để Đế Tử Phi dễ dàng như vậy thất bại, nhưng hắn quá dễ dàng. Tiền bối,
vừa rồi một trận chiến có thể hay không không tính, chúng ta một lần nữa đấu qua. Tiêu Phàm nhìn về phía Long Vân nói, sắc mặt trở nên hết sức nghiêm nghị. Địa các thi đấu, há lại trò đùa. Long Vân ra vẻ ngưng trọng nói, xem như cự tuyệt Tiêu Phàm đề nghị. Tiêu Phàm không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Đế Tử Phi nói, đợi địa các thi đấu kết thúc, có dám một trận chiến. Lại còn cần đợi đến địa các thi đấu kết thúc, không đợi Đế Tử Phi mở miệng, Tà Vũ đột nhiên nhe răng cười một tiếng, nói, Long các chủ, trận thứ hai, ta nhận thua hẳn không có vi phạm địa các thi đấu quy củ a. Long Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Tà Vũ, hắn làm sao không biết Tà Vũ ý nghĩ đây. Gia hỏa này cùng Cơ Trần chiến đấu trực tiếp nhận thua, vậy liền cùng Đế Tử Phi một dạng tiến nhập phục sinh tái, hai người muốn tranh đoạt ba vị trí đầu, nhất định phải một trận chiến. Người thắng mới có thể cùng Long Vô Mệnh một trận chiến, tranh đoạt trước ba tư cách. Tà Vũ từ bỏ tranh tài, đơn giản chính là nghĩ dạy dỗ một chút Đế Tử Phi mà thôi. Phải biết, đây chính là địa các thi đấu A, từng cái thứ tự đều có khác nhau rất lớn, nếu là những người khác, đoán chừng sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội lên chức. Nhưng Tà Vũ ngược lại tốt, căn bản không có thấy thế nào nặng địa các thi đấu, cái này khiến hắn có chút tức giận. Bất quá, đây quả thật là không có vi phạm địa các thi đấu quy củ, hắn đành phải gật đầu nói, không có. Vậy ta nhận thua, Tà Vũ nhún nhún vai, 10 điểm quả quyết làm một cái quyết định, từ bỏ chiến thắng Cơ Trần, sau đó trực tiếp tấn cấp 3 hạng đầu cơ hội. Tà Vũ, Tiêu Phàm trầm giọng quát. Tà Vũ khoát khoát tay, Phong Khinh Vân đạm cười nói, người ta đều là thái cổ thần giới người, lại có thể bị người khác xem thường, trong mắt của ta, cuồng đánh một ít người có thể so sánh tiến vào địa các 3 hạng đầu muốn sảng khoái rất nhiều. Tiêu Phàm nhìn thấy Tà Vũ chủ ý đã định, cuối cùng gật đầu một cái. Cách đó không xa Đế Tử Phi cười lạnh không thôi, căn bản không đem Tà Vũ xem như đối thủ ngang sức ngang tài. Tiêu Phàm có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ không tán thành Tiêu Phàm thực lực, huống chi còn chưa chiến đấu Tà Vũ đây. Tà Vũ, người khẳng định muốn nhận thua. Long Vân hỏi lần nữa. Ta nhận thua, Tà Vũ gật đầu nói, liếc qua Đế Tử Phi, khóe miệng hiện lên một vòng tà ác đường cong. Trận thứ hai, Cơ Trần tấn cấp, Long Vân lớn tiếng tuyên bố, nghỉ ngơi nửa canh giờ, bắt đầu trận thứ ba phục sinh tái, Đế Tử Phi đối chiến Tà Vũ. Tà Vũ vậy mà nhận thua, ha ha, ta liền nói hắn chỉ đến như thế, bằng không mà nói, lại thế nào liền sức đánh một trận dũng khí cũng không có chứ. Nếu như hắn phục sinh tái lại nhận thua mà nói, cái kia Đế Tử Phi liền có thể cùng Long Vô Mệnh một trận chiến, tranh đoạt ba hạng đầu tư cách. Nguyên bản ta cho rằng, Đế Tử Phi cùng Long Vô Mệnh ở giữa chiến đấu, nhất định phải đợi đến một cuộc tranh tài cuối cùng, không nghĩ tới trước thời hạn, thực sự là không thú vị a. Đám người không biết Tà Vũ nhận thua là vì giáo huấn Đế Tử Phi, còn tưởng rằng Tà Vũ sợ đây. Bất quá, làm nửa canh giờ về sau, Tà Vũ cùng Đế Tử Phi cùng nhau đạp vào lôi đài lúc, đám người giờ mới hiểu được, Tà Vũ có vẻ như cũng không phải là không dám chiến, mà là có khác nguyên do. Lôi đài phía trên, Đế Tử Phi hai tay khoanh ở trước ngực, tám thước thân cao hắn, nhìn qua cực kỳ khôi ngô, hùng tráng, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tà Vũ. Nghe nói ngươi sư tôn là tà thần, Đế Tử Phi châm chọc cười nói, cũng không biết ngươi có tà thần mấy phần trình độ, cũng đừng đến lúc đó bị đánh liền ngươi sư tôn cũng không nhận ra, nếu không, ta chấp ngươi một tay. Nói xong, Đế Tử Phi ngửa mặt lên trời cười to, một bộ ăn chắc Tà Vũ dáng vẻ. Tà Vũ chiến đấu, hắn cũng quan sát mấy trận, mặc dù lực lượng cũng xem là tốt, nhưng bình thường đều là lấy tốc độ đánh bại đối thủ. Đế Tử Phi tự tin, bản thân một cái tay liền có thể tùy tiện đánh bại Tà Vũ. Đề nghị này rất không tệ, ta sẽ đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Tà Vũ cười cười, vẻ mặt thành thật nói. Tự tìm cái chết, Đế Tử Phi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tựa như rất dễ dàng bị chọc giận, không biết thực sự là như thế, hay là cố ý mượn cớ giáo huấn Tà Vũ. Lời còn chưa dứt, Đế Tử Phi thân hình lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện ở Tà Vũ trước người. Huyết sắc thần thương bỗng nhiên phá không mà ra. Lần này, Đế Tử Phi không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Đã trải qua cùng Tiêu Phàm chiến đấu, Đế Tử Phi cũng không dám quá mức bảo thủ, huống chi, đối diện thế nhưng là tà thần đồ đệ, mình nếu là một đòn miểu sát hắn, chẳng phải là đánh tà thần mặt sao.
Nhìn thấy Tả Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Đế Tử Phi nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn cùng tàn khốc. Phốc phốc, sắc bén huyết sắc thần thương xuyên qua Tả Vũ mi tâm, Tả Vũ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận huyết vũ tràn ngập tại hư không. Không chịu nổi một kích, Đế Tử Phi cầm kiếm mà đứng, con người u lãnh hết sức. Hắn nguyên bản đã làm xong 10 chiêu giết chết Tả Vũ chuẩn bị, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, một đòn liền xong rồi. Đế Tử Phi lại là không phát hiện, Tả Vũ nổ tung thời khắc, nhếch miệng lên một màn kia đường cong. Quả nhiên, sau một khắc hư không truyền đến một đạo ngoạn vị thanh âm, có phải hay không trong lòng cảm giác rất thoải mái. Nói xong, Đế Tử Phi cách đó không xa, bỗng lại xuất hiện một bóng người, trừ bỏ Tả Vũ còn có thể là. Tả Vũ ở trên cao nhìn xuống, giống như một tôn cái thế ma vương, cao không thể chạm. Một mực cười đùa tí tửng, cà lơ phất phơ hắn, một khi nghiêm túc, thật không phải bình thường khủng bố. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng có chút không biết Tả Vũ một dạng. Hắn lực lượng cùng nhục thân, lúc nào trở nên khủng bố như vậy. Trước đó Tả Vũ đánh bại ngũ trảo tử kim thần long đế Thái Ất thì cũng thôi đi, hiện tại liền có được đạo nguyên đế thể Đế Tử Phi, vậy mà đều không có phản kháng lực lượng. Tả Vũ cũng có một loại so chín đại cổ thể còn kinh khủng hơn thể chất, Tiêu Phàm trước tiên có loại phỏng đoán này. Thậm chí, loại thể chất này, để hắn nhục thể cùng lực lượng, hoàn toàn không kém gì thánh tôn cảnh vô thượng kim thân đệ nhất đoán. Nếu thật là dạng này, vậy mình cho dù thi triển tu la cửu biến đệ ngũ biến, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng Tả Vũ a. Tả Vũ thanh âm không lớn, lại tựa như từng chuôi đao nhọn, hung hăng cắm ở thiên hoang tu sĩ ngực. Các ngươi không phải xem thường thái cổ thần giới tu sĩ sao? Trước mắt Đế Tử Phi, chính là các ngươi địa bảng xếp hạng đệ tam tuyệt thế thiên tài, có thể dạng này thiên tài, lại ngay cả tiểu gia hai bàn tay đều không chịu nổi, các ngươi còn có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo? Thật lâu, bình tĩnh hư không, mới bị Long Vân thanh âm đánh vỡ, trận chiến này, Tả Vũ thắng. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa xôn xao. Tả Vũ danh tiếng, giống như một trận phong bạo, quét sạch toàn trường, hơn nữa không ngừng hướng về thiên hoang lan tràn đi. Thiên hoang tu sĩ, biết bao cao ngạo, tự nhận là nghiền ép tất cả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tả Vũ thần sắc lãnh đạm quét bốn phía một cái, sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, giống như khinh yến một dạng rơi vào trên khán đài. Về phần Đế Tử Phi, giờ phút này đã sớm bị người quên. Hắn đổ vào phế tích, hai bên gương mặt bị đánh nhão nhoẹt, nhưng cũng không có hôn mê, chỉ bất quá, hắn không thể không làm bộ hôn mê bất tỉnh. Chuyện hôm nay, thật mất thể diện, hắn còn có cái gì mặt mũi đối mặt thiên hoang tu sĩ đây? May mà lúc trước hắn còn lời thề son sắt, muốn tiêu diệt Tiêu Phàm, luôn mồm xưng thái cổ thần giới tu sĩ làm kiến hôi. Nhưng hiện tại, hắn lại bị một cái thái cổ thần giới run rế cho rút hai bàn tay, hơn nữa còn trực tiếp đào thải, cái này há chẳng phải là nói rõ hắn liền run rế cũng không bằng. Ngưng chiến nửa canh giờ, Tả Vũ, đối chiến Long Vô Mệnh, người thắng thu hoạch được 3 vị trí đầu tư cách. Long Vân thật sâu nhìn Tả Vũ một cái, lại ngưng tiếng uống nói. Long Vô Mệnh, nhưng là hắn Long gia tuyệt thế thiên kiêu, nếu như trước đó, Long Vân cho rằng, Long Vô Mệnh thu hoạch được đệ nhất, tuyệt đối là không huyền niệm chút nào sự tình. Nhưng là giờ phút này, Long Vân có chút cầm không chuẩn, thật sự là Tả Vũ thực lực quá biến thái. Nhưng mà lúc này, Tả Vũ lại là cười híp mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, nói Tiêu Phàm, ủng hộ, ta biết ngươi được, thái cổ thần giới sứ mệnh, nhờ vào ngươi. Nhìn xem giả ngây thơ Tả Vũ, Tiêu Phàm kém chút không toàn thân run, cái này Tả Vũ cũng quá ác tục. Bất quá ngay sau đó, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp, có loại dự cảm xấu. Hiện tại là gia hỏa này muốn chiến đấu a, hắn muốn bản thân ủng hộ làm cái gì? Còn có cái gì gọi là dựa vào ta? Sau một khắc, Tả Vũ thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy hắn trực tiếp nhấc tay, nói, vừa rồi một trận chiến, ta quá mệt mỏi, cho nên, ta nhận thua. Phốc, một bên một cái bưng một ly trà địa các trưởng lão, nước trà vừa mới uống đến trong miệng, trực tiếp phun tới. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, vừa rồi một trận chiến, hắn cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Tả Vũ hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hai bàn tay đánh ngã Đế Tử Phi, người chỗ nào mệt mỏi. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, gia hỏa này rõ ràng rất mạnh a,
vì sao muốn nhận thua đây? Xem ra hắn vẫn còn có chút tự biết rõ, dù cho hắn có thể tùy tiện chiến thắng Đế Tử Phi, có thể Long Vô Mệnh vẫn như cũ không phải hắn có thể địch a. Không sai, Long Vô Mệnh từ tu luyện bắt đầu, cơ hồ vô địch, chưa từng có bại qua, nhất là ở cùng giai tu sĩ trong tay. Theo ta thấy, hắn đây là thông minh tiến hành, nếu như Long Vô Mệnh cũng đồng dạng cho hắn hai bàn tay, cái kia có thể cũng không phải là bình thường mất thể diện, vừa mới chiến thắng Đế Tử Phi, thật vất vả lấy được chiến quả, lại làm sao có thể trong nháy mắt vứt bỏ đây. Đám người cười lạnh nhìn xem Tà Vũ, theo bọn hắn nghĩ, Tà Vũ tự động nhận thua, hoàn toàn là tự biết mình thể hiện. Mặc dù bây giờ thắng Đế Tử Phi, nhưng nếu là trong nháy mắt liền bại ở trong tay Long Vô Mệnh, vậy cũng đồng dạng mất mặt. Bất quá, Tiêu Phàm sắc mặt lại là có chút khó coi. Tà Vũ gia hỏa này, là muốn đem mình hướng trong hố lửa đẩy a. Cái gì gọi là hắn Tiêu Phàm gánh vác thái cổ thần giới sứ mệnh, ngươi nha, ngươi đều có thể nhận thua, chẳng lẽ ta liền không được sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn Tiêu Phàm thật vẫn không thể nhận thua, ai kêu người ta có cái tốt sư phụ đây? Tà Vũ coi như nhận thua, nhưng ít ra vừa mới còn chứng minh bản thân thực lực, liền Đế Tử Phi cũng không là đối thủ, xem ở hắn sư tôn tà thần mặt mũi, thái cổ thần giới thật đúng là không mấy người dám tìm hắn để gây sự. Nhưng hắn Tiêu Phàm nếu như nhận thua, bảo đảm về sau mỗi ngày đều sẽ có không ít người đến khi nhục hắn. Ai bảo hắn không cẩn thận tiến vào địa các thi đấu ba hạng đầu đây? Tà Vũ, ngươi xác định nhận thua? Long Vân nhìn thật sâu Tà Vũ một cái, mở miệng lần nữa hỏi. Ta xác định, Tà Vũ lơ đễnh nói, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đến, vừa cười bổ sung một câu, nơi này xem cuộc chiến không sai a. Tiêu Phàm mí mắt hơi hơi nhảy một cái, nắm quả đấm một cái, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đương nhiên, hắn cái này khẩn trương, không lo lắng, mà là sợ mình dưới cơn nóng giận bại lộ thân phận. Cơ Trần cũng tốt, Long Vô Mệnh cũng được, bọn họ đều là so Đế Tử Phi nhân vật còn mạnh mẽ hơn a, vừa rồi chiến thắng Đế Tử Phi, hắn thì có mưu lợi hiểm nghi. Mà thủ đoạn giống nhau, muốn dùng tại Cơ Trần cùng Long Vô Mệnh trên người, đoán chừng là có chút khó khăn. Muốn chiến thắng hai người bọn họ, có lẽ thật đúng là phải liều mạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi vuốt vuốt thái dương huyệt, những cái này có chút phiền phức a. Trận đầu, Cơ Trần đối chiến Long Vô Mệnh, Long Vân thở sâu, ánh mắt ở Tiêu Phàm cùng Cơ Trần trên người bồi hồi, cuối cùng vừa nhìn về phía Long Vô Mệnh. Lời này vừa nói ra, đám người cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên, đỉnh phong chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Tiêu Phàm nghe được trận đầu xuất chiến không phải mình, ngược lại là thở dài một hơi, tạm thời mà nói, bản thân còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là, khi hắn nghe được thanh âm kế tiếp lúc, thiếu chút nữa thì không chửi mẹ. Trận chiến này, ta nhận thua, chỉ thấy Cơ Trần nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào cảm thấy nhận thua đến cỡ nào đáng xấu hổ, ngược lại tốt tựa như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Nhận thua, lại là nhận thua, ngươi nha. Đây là để cho ta ngay cả thở cơ hội đều không có sao. Long Vân nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu mày, thường ngày địa các thi đấu, có thể chưa từng có nhận thua tình huống xuất hiện. Nhưng là hôm nay, lại xuất hiện nhiều lần, Tà Vũ nhận thua thì cũng thôi đi, Cơ Trần vậy mà cũng nhận thua, các ngươi làm địa các thi đấu là cái gì? Cơ Trần cũng nhìn thấy Long Vân không thích, lại bổ sung một câu, ta cùng với Long Vô Mệnh đấu qua một trận, ta không địch. Đám người nghe vậy. Lúc này mới thoải mái, nếu như Cơ Trần đã cùng Long Vô Mệnh đánh rồi, hơn nữa đã thất bại, cái kia cho dù tái chiến một trận, cũng vẫn là kết quả này, một trận chiến này xác thực đã mất đi giá trị. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, rất nhiều người càng là lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Tiêu Phàm, lại đến lượt ngươi ra sân, ta biết ngươi được. Tà Vũ nắm quả đấm một cái, tựa như là ở cho Tiêu Phàm ủng hộ động viên. Lan, Tiêu Phàm chỉ có một chữ trả lời hắn. Trận thứ hai, Cơ Trần đối chiến Tiêu Phàm, Long Vân cũng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp đoạn tuyên bố. Mời, Cơ Trần tóc đen phiêu động, hướng về phía Tiêu Phàm làm một cái thủ hiệu mời, sau đó lách mình hướng về lôi đài lướt tới. Mặc dù Cơ Trần mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đối thái cổ thần giới tu sĩ khó chịu, nhưng hắn nội tâm, vẫn còn có chút xem thường thái cổ thần giới tu sĩ. Tiêu Phàm sắc mặt khôi phục như thường, lách mình liền xuất hiện ở lôi đài phía trên.
Một trận chiến này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi tốt nhất ra tay toàn lực. Cơ Trần thần sắc lạnh lùng, lạnh như băng phun ra một câu. Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Cho dù hắn sớm thành thói quen thế gian đều là địch, có thể tà vũ cử động, lại đem Tiêu Phàm lâm vào một mình phấn chiến cấp độ. Mặc dù tà vũ có lẽ là thật tin tưởng hắn thực lực, nhưng dạng này liên tục chiến đấu, đối với hắn mà nói, cũng là một loại to lớn tiêu hao. Về sau vẫn là phải rời xa tà vũ, bằng không lúc nào bị hắn hố đều không biết. Tiêu Phàm đã làm dự định. Cho tới nay, đều chỉ có hắn hố người khác phần, hôm nay còn là lần đầu tiên bị người khác hố, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng dù sao cũng hơi thất bại cảm giác. Hắn, La Dương thanh âm đột nhiên lớn mấy phần, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Long Vân vậy mà vì người này mà hoa giá lớn như vậy, cải biến thái cổ thần giới nhân tộc cách cục. Thở sâu, La Dương không khỏi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm vậy mà có chút ít hối hận. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại khôi phục trấn định, nói, dù vậy, muốn thắng Cơ Trần, cũng không khả năng. Rửa mắt mà đợi a. Long Vân lại là vẫn như cũ cực kỳ tự tin. Hắn sở dĩ trợ giúp Tiêu Phàm, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Chủ có quan hệ, mà là bởi vì Tiêu Phàm một thân phận khác. Long Vân lại biết qua Tiêu Phàm tin tức, hắn tuyệt đối không chỉ là cùng cửu U Ma Chủ có quan hệ, còn có thể cùng Tu La Tộc có quan hệ. Mà cho đến bây giờ, Tiêu Phàm còn chưa thi triển Tu La Tộc bất kỳ lực lượng nào. Cái này cũng thuyết minh, Tiêu Phàm vẫn luôn có chỗ giữ lại. Nói xong, Long Vân ánh mắt lần nữa rơi vào lôi đài phía trên. Lúc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Phàm tốc độ nhanh rất nhiều, chí ít đã không có phía trước bị động. Mặc dù Cơ Trần cũng càng đánh càng hung, nhưng hắn trưởng thành, cùng Tiêu Phàm so sánh, liền muốn lộ ra chậm rất nhiều, hai người chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Giết, Cơ Trần cũng phát hạ Tiêu Phàm trạng thái, lông mày hơi nhíu, ngay sau đó quát khẽ một tiếng. Một cỗ ngập trời sát phạt chi khí hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi, hắn nghĩ muốn trên khí thế trấn nhiếp Tiêu Phàm. Diệt thương, sau một khắc, Cơ Trần tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ trong tay hắn ám kim thần thương, lập tức thương khung tịch diệt, một đạo thần hồng dường như đem hư không đều xé thành hai nửa, thật giống như một bức tranh quyển từ giữa đó mở ra. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, Tiêu Phàm con người kịch liệt co rút lại một chút, một thương này, hắn chỉ gặp qua một lần. Thánh nhân hoàng chính là bị một thương này bước đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, mới có thể tiếp được một thương này. Nhưng hiện tại, Cơ Trần rốt cuộc lại đem một thương này đâm về phía hắn. Xuy, một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh góc áo trượt xuống, thần thương quang mang không giảm, bắn giết mà ra, lôi đài màn sáng đều kịch liệt run một cái. Diệt thương một thương, dung hợp hư không bổn nguyên lực lượng. Đánh đâu thắng đó, bắn giết tất cả. Chết ở hắn một thương này phía dưới dị ma, đếm không hết. Mà cùng giai bên trong, có thể tiếp được hắn một thương này, chỉ có một người, kia liền là Long Vô Mệnh. Cho dù Thánh Nhân Hoàng cũng không tính là, dù sao, Thánh Nhân Hoàng là đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, mới có thể ngăn trở một thương này. Xem ra ngươi đã mất đi kiên nhẫn, Tiêu Phàm thanh âm ở Cơ Trần sau lưng vang lên. Cơ Trần con người kịch liệt co rút lại một chút, hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào tránh thoát hắn vừa rồi một thương kia, nhưng Tiêu Phàm sống sót, lại là sự thật. Hắn không quay đầu lại, thân thể tại hư không xoay chuyển, ám kim thần thương bỗng nhiên hướng về sau phương đâm ra. Bang, lúc này, một đạo kiếm hồng bắn ra, vậy mà cùng hắn thần thương nhọn đụng vào nhau, hai cỗ khí thế bén nhọn từ mũi kiếm cùng mũi thương bộc phát ra, hình thành hai đạo năng lượng đường cong. Đem phía trên võ đài không gian chia làm hai nửa. Một bên là mũi thương bắn ra bốn phía, một bên là kiếm ảnh bay tán loạn, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá nhìn qua, Tiêu Phàm muốn lộ ra chật vật rất nhiều, trên người hắn vẫn như cũ có dòng máu màu vàng óng rơi xuống. Đương nhiên, đây là hắn phía trước thương thế mà thôi, mà bây giờ, Tiêu Phàm đã cùng Cơ Trần đánh thành ngang tay, hai người giằng co ở cùng nhau. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền sẽ không thua sao? Mấy tức về sau, Cơ Trần lãnh đạm phun ra một câu. Hô hô, đột nhiên, một sợi thanh yên từ Cơ Trần đỉnh đầu xông ra, trong chớp mắt hóa thành ba bóng người,
từ ba phương hướng bắn về phía Tiêu Phàm. Nhất khí hóa tam thanh, Tiêu Phàm trong đầu không tự chủ được toát ra cái từ này. Đương nhiên, đây căn bản cũng không phải là cái gì nhất khí hóa tam thanh, thế giới này cũng không tồn tại những vật này, chẳng qua là một loại huyền diệu cổ pháp mà thôi. Cái này ba bóng người, tương đương với cơ trần linh hồn phân thân, thực lực dĩ nhiên không có hắn bản thể mạnh, nhưng chấn thương thời khắc này Tiêu Phàm lại là dễ như trở bàn tay. Một khi Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, tự nhiên cũng liền không chiến mà bại. Đây là tam sinh chi thuật, gần như đồng thời, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, lại là cùng Long Vân đánh cược La Dương bỗng nhiên đứng dậy. Hắn thân thể khẽ run, hiển nhiên là quá mức kích động. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc lại có người thành công tu luyện tam sinh chi thuật, lão phu còn tưởng rằng thuật này đã hoàn toàn chết đi ở dòng sông lịch sử chúng. La Dương thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngay sau đó, hắn nhịn không được cười ha hả, cười có chút điên cuồng. La Dương, không nên cao hứng quá sớm, tam sinh chi thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Long Vân vẫn như cũ một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Không có khả năng, tam sinh chi thuật ngưng tụ ba đạo phân thân, có thể vô hạn trùng sinh, hơn nữa thực lực không kém gì bản tôn 2/3, tiểu tử kia lại làm sao có thể. La Dương hưng phấn không thôi, có chút không biết làm sao. Chỉ là, lời của hắn còn chưa nói xong, lại là nghĩ đến một loại khả năng. Nhất là khi hắn nhìn thấy Long Vân vẫn như cũ lộ ra mỉm cười khuôn mặt lúc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngừng lại, run giọng nói, không có khả năng. Đã rất nhiều năm không có người thức tỉnh này thiên phú. Gần như đồng thời, lôi đài phía trên, cơ trần thi triển tam sinh chi thuật ngưng tụ ba đạo phân thân xuyên thấu Tiêu Phàm kiếm khí năng lượng quang màn, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vậy mà lúc này, Tiêu Phàm lại là thở dài, lắc lắc đầu nói, ta chỉ nghĩ đường đường chính chính một trận chiến, hết lần này tới lần khác muốn bức ta bật hách. Hô hô hô, lúc này, lần lượt từng bóng người từ Tiêu Phàm trên người bắn ra. Tốc độ kia, không biết so cơ trần tam sinh chi thuật nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng mà, cái này còn không phải bị người kinh ngạc nhất là, cái kia số lượng, không biết là bao nhiêu ít lần. Linh hồn phân liệt thiên phú, cơ trần con người hơi hơi co rút lại một chút, trong lòng có loại xúc động mà chửi thề. Hắn nguyên vốn cho là mình tam sinh chi thuật, có thể trở thành đòn sát thủ một dạng tồn tại. Nhưng kết quả là, đòn sát thủ của hắn đối người khác mà nói, nhưng chỉ là một chuyện cười. Cái này rất giống một cái cầm dài 1 mét đao người, cách xa nhau 99 mét, muốn cùng một cái cầm 100 mét trường đao người chiến đấu, đây không phải khôi hài sao. Chính như Tiêu Phàm nói tới, đây quả thực là bật hách một dạng. Không chỉ là hắn, trên khán đài La Dương cũng là kinh ngạc không thôi, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Phốc phốc phốc, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Cơ trần ba bộ phân thân, liền một hơi thời gian đều không chịu đựng được, liền hoàn toàn biến mất. Ai bảo Tiêu Phàm linh hồn phân thân, nhiều đến mấy trăm đây. Cái này chênh lệch, thực sự quá lớn. Cơ trần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt hơi 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 trắng bệch. Rõ ràng có thể chiến lâu hơn một chút, Tiêu Phàm thở dài một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, mấy trăm linh hồn phân thân đáp xuống, tự bạo thức nhào về phía cơ trần. Ngươi thắng, cơ trần cực kỳ không cam lòng phun ra câu nói này, ám kim thần thương chấn động, bản thân nhanh chóng hướng về lôi đài bên ngoài thối lui. Tiêu Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ trần rời đi lôi đài, lại không thể làm gì. Cơ trần mặc dù nhận thua, nhưng hắn vẫn như cũ còn có lực đánh một trận, bằng không mà nói, hắn sẽ không lui như thế thong dong. Tiêu Phàm cũng biết, muốn giết chết cơ trần, cũng không phải là tùy tiện như vậy liền có thể làm được. Thậm chí hắn sở dĩ nhận thua, cũng có khả năng là không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Dù sao, đây chỉ là địa các thi đấu mà thôi, cùng bại lộ bản thân át chủ bài, tương lai nguy hiểm bản thân tính mệnh so sánh, lại tính là cái gì đây? Tiêu Phàm cũng không có bởi vì cơ trần nhận thua mà khinh thường hắn, thậm chí hắn nội tâm một lần lại một lần khuyên bảo bản thân, cơ trần nếu như là địch nhân, nhất định phải vạn lần cẩn thận, bởi vì đây là một cái biết rõ tiến thối người. Nhất là ở ma quật, cơ trần dạng người này, nếu như từ phía sau đâm đao mà nói, đây tuyệt đối là cực kỳ chí mạng. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Long Vân nhàn nhạt quát to nói, mặt ngoài không hề bị lay động, nhưng trong lòng là kích động không thôi,
Dư Quang không khỏi nhìn La Dương một cái. Ngươi xem, ta thắng, ngươi thua cũng đừng chơi xấu. La Dương khí dựng râu trừng mắt, nổi giận mắng, cơ trần cái này tiểu vương bát đản, căn bản không có đem hết toàn lực, người ta ở giữa sòng bạc không tính. Ngươi nghĩ đổi ý hay sao? Long Vân biểu tình vẻ giận, một bộ muốn ra tay đánh nhau tư thế. La Dương chỉ là lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý Long Vân, nhưng trong lòng tự nhiên không cam lòng, Thiên La dù nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, hắn lại thế nào bỏ được cho người mượn đây. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hắn đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Long Vân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngay sau đó lại nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành trận chiến cuối cùng. Cơ Trần đã thua 2 trận. Đoạt được địa các thi đấu người thứ 3. Không cần, trên lôi đài Tiêu Phàm thản nhiên nói, cũng không hề rời đi lôi đài ý tứ. Long Vân nhíu mày, vừa rồi một trận chiến, Tiêu Phàm dù sao cũng hơi nguyên lực tiêu hao, thực lực cũng tất nhiên có chỗ hao tổn, bình thường mà nói, hẳn là tranh thủ thời gian đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất mới đúng. Bất quá, hắn có thể nhìn ra Tiêu Phàm tự tin, chỉ là sau đó phải đối mặt thế nhưng là Long Vô Mệnh. Hắn lại có mấy phần chắc chắn thắng đây. Đây chính là địa các thi đấu quyết chiến, gia hỏa này cũng quá tự tin a. Theo ta thấy, đây không phải tự tin, mà là cuồng vọng, vô tri. Ngược lại cho là bởi vì hắn có điểm tự mình hiểu lấy, hắn tự biết không phải Long Vô Mệnh đối thủ, kéo dài nửa canh giờ lại không thể đảo ngược chiến cuộc, còn không bằng sớm chút một trận chiến, thua thống khoái một chút. Đám người nghe được Tiêu Phàm lại muốn liên chiến 2 trận, không khỏi trào phúng lên. Trận chiến cuối cùng, Long Vô Mệnh chiến Tiêu Phàm, Long Vân bất đắc dĩ, không tốt tiếp tục thuyết phục cái gì. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Long Vô Mệnh mở bừng mắt ra, một vòng tinh quang bắn ra, sau đó hướng về lôi đài đi đến. Hắn tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng mà nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện ở lôi đài phía trên, cùng Tiêu Phàm cách xa nhau mấy trăm trượng, xa xa tương đối. Bắt đầu, Long Vân thở sâu. Quát khẽ nói. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Tiêu Phàm cùng Long Vô Mệnh 2 người cũng không hề rời đi xuất thủ, mà là ngậm tại chỗ không nhúc nhích. Đám người tất cả đều nín thở ngưng thần, nhìn chằm chặp lôi đài phía trên, sợ bỏ qua cái gì. Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, nhìn bề ngoài đi lên không hề bận tâm, nhưng hắn nội tâm vẫn là ngưng trọng hết sức. Từ địa các thi đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Long Vô Mệnh xuất thủ. Mỗi lần hắn chiến thắng đối thủ về sau, Long Vô Mệnh đều đã ngồi ở trên khán đài, nhắm mắt dưỡng thần. Thậm chí hắn đều không biết, Long Vô Mệnh là thế nào chiến thắng đối thủ. Càng là như thế, Tiêu Phàm trong lòng càng ngưng trọng. Ông đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy quanh thân một trận gió nhẹ thổi qua, mơ hồ có quang hoa lóe lên qua. Nhưng mà một khắc sau, hắn hai mắt trở nên mê ly lên, lần nữa ngưng thần xem xét thời khắc. Hắn phát hiện quanh thân cảnh sắc vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa mới còn đầu người dương ra quảng trường, vậy mà trở nên lặng ngắt như tờ, những cái kia vây xem tu sĩ cũng đã trở nên không thấy. Trước mắt của hắn, biến thành một mảnh hắc bạch thế giới bên trong yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì hào quang, giống như một mảnh tử địa. Huyễn cảnh, Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút. Loại này vô thanh vô tức huyễn cảnh. Trong nháy mắt nhường hắn đặt mình vào trong đó, liền phản ứng đều phản ứng không kịp, cũng quá kinh khủng. Hơn nữa, hắn cũng không có đặt mình vào ảo cảnh cảm giác, ngược lại giống như là nguyên bản là thân ở bên trong vùng thế giới này. Chủ yếu nhất là, thính giác của hắn, xúc giác cũng đều biến mất hết, đây mới là kinh khủng nhất. Hô hô, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm quanh thân nhấc lên một trận trắng đen xen kẽ vòng xoáy, bảo vệ quanh thân. Không cho Long Vô Mệnh cơ hội xuất thủ. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng, chuẩn bị vận chuyển nghịch loạn chi đồng phá vọng lực lượng, bài trừ cái này đáng sợ huyễn cảnh. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, phá vọng lực lượng vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải huyễn cảnh, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh. Trong đầu của hắn hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, bỗng nhiên, hắn con ngươi kịch liệt run một cái, nghĩ tới một loại khả năng, đồng thuật không gian. Không sai, chính là đồng thuật không gian. Cường đại đồng thuật không gian, có thể đem đối thủ kéo vào một mảnh khác không gian đặc thù bên trong, hắn mặc dù vẫn như cũ ở vào thế giới cũ,
nhưng tâm thần cùng linh hồn, đã cùng nhục thể đã mất đi liên hệ. Khi đó, đối thủ tất cả thực lực, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể biến thành bị chém giết phần. Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Vô Mệnh vậy mà có được đáng sợ như vậy đồng thuật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, khó trách Long Vô Mệnh mỗi một trận chiến đấu đều thắng như thế nhẹ nhõm, khi hắn đem đối thủ kéo vào đồng thuật không gian về sau, cơ bản chỉ có bị hắn trà đạp phần, muốn thắng căn bản không có khả năng. Ngoại giới, đám người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm hướng về lôi đài phía trên. Cũng khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc, bởi vì Tiêu Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà Long Vô Mệnh lại là từng bước một hướng đi hắn. Hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lại là loại tình huống này, bất luận kẻ nào đối mặt Long Vô Mệnh, đều không có hoàn thủ chi tâm sao. Tiêu Phàm sẽ không cũng sợ choáng váng à. Ta hiện tại mới hiểu được, Cơ Trần vì sao sẽ chủ động nhận thua, đối mặt mạnh mẽ như vậy Long Vô Mệnh, còn có người nào dũng khí một trận chiến đây. Đám người vô cùng kinh hãi, tất cả đều bị Long Vô Mệnh loại này thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Loại này thủ đoạn, nhất định chính là vô địch, khó giải. Thật là cường đại đồng thuật. Lôi đài phía trên, La Dương vẫn như cũ kinh thán không thôi, ngay sau đó đột nhiên cười nhìn lấy Long Vân nói, các chủ, người không phải xem trọng Tiêu Phàm sao, nếu không chúng ta đánh cuộc nữa một trận. Đánh cược gì? Long Vân vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này, hắn đối Tiêu Phàm thực lực cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hơn nữa, Long Vô Mệnh chính là hắn Long gia tuyệt thế thiên kiêu. Hắn cũng biết rõ Long Vô Mệnh cường đại, bất quá chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm hắn, vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Phàm có hy vọng. Ta cho ngươi luyện chế một kiện thất tinh pháp bảo, vật liệu ngươi ra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thắng. La Dương cười nói, một bộ ăn chắc Long Vân dáng vẻ, ngươi thua, ta vẫn như cũ chỉ cần cái kia ma giác. Tốt, Long Vân gật gật đầu. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bỗng nhiên nhìn về phía trên võ đài. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trở lại một hơi trước đó, Tiêu Phàm vẫn đứng ở lôi đài phía trên không nhúc nhích, mặt không biểu tình, thậm chí còn mở to hai mắt. Long Vô Mệnh từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, càng ngày càng gần, trên người tản ra như có như không khí thế. Đám người âm thầm lắc đầu, cứ tiếp như thế, Tiêu Phàm thua không nghi ngờ. Mà lúc này, Tiêu Phàm vẫn như cũ đắm chìm trong một mảnh hắc bạch thế giới. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại. Ngoại trừ con mắt có thể nhìn thấy đen thứ màu trắng, hắn đã mất đi thính giác cùng xúc giác. Bất quá, trong đầu của hắn lại là nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Có thể sáng tạo đồng thuật không gian đồng thuật nghĩ đến thập phần cường đại, nhưng cường đại tới đâu đồng thuật, cùng nghịch loạn chi đồng so sánh, lại như thế nào đây? Tiêu Phàm quát khẽ nói. Sau một khắc, Tiêu Phàm hai mắt bỗng biến thành màu đen kịt, một đầu huyết sắc u minh ở trong con mắt bành trướng, gào thét. Ngay sau đó, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, đầu kia huyết u minh tựa như sống lại đồng dạng, muốn xông ra hắn hai mắt. Cuồn cuộn huyết sắc phụ khí mãnh liệt, nguyên bản hắc bạch thế giới, vậy mà chậm rãi bị huyết sắc bổ sung. Mà Tiêu Phàm trong mắt thế giới, trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc sắc thế giới liền tựa như một bức tranh chậm rãi thiêu đốt, lần nữa hiện ra bốn phía lôi đài tất cả. Trường trung thời không, khi nhìn thấy Long Vô Mệnh khoảng cách chỉ còn lại có hơn 10 trượng khoảng cách, Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ, trắng đen xen kẽ vòng xoáy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Phốc, Long Vô Mệnh trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, hắn trước tiên muốn rút đi, nhưng thân thể lại tựa như không nghe sai khiến, ở hắn thế giới bên trong, bốn phía đều là huyết sắc thế giới. Mặt khác cái gì đều không nhìn thấy. Đồng thuật không gian, Long Vô Mệnh trong lòng kinh ngạc không thôi, vội vàng thi triển hắn đồng thuật đối kháng, vẫn như trước chậm một nhịp. Tiêu Phàm nhưng không có giống như hắn, nghĩ từ từ đùa bỡn đối thủ, mà là trực tiếp một đạo trọng kích giết ra. Long Vô Mệnh nửa người bị trưởng trung thời không rào sát, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, hắn thân thể bỗng răng đầy vô số lân phiến. Giống như long lân kiên cố không phá vỡ nổi, lúc này mới bảo vệ bản thân thân thể tàn phế. Nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ 10 điểm không bình tĩnh, hắn không thể nào tiếp thu được, Tiêu Phàm vậy mà cũng nắm trong tay mạnh mẽ như vậy đồng thuật. Phải biết, cái này đồng thuật,
nhưng là hắn chí cường át chủ bài một trong A, hơn nữa còn là ở một lần cơ duyên lớn lao ở bên trong lấy được, Tiêu Phàm một cái thái cổ thần giới tu sĩ làm sao có thể cũng có. Bang bang, kinh khủng thời không lực xoắn cùng sát phạt chi lực tác dụng ở Long Vô Mệnh trên lân phiến, có thể vẻn vẹn mở ra một vết nứt, căn bản là không có cách làm bị thương hắn thân thể. Thậm chí, dù cho trưởng trung thời không bên trong vạn thiên tinh thần lực lượng, cũng không làm gì được hắn. Ngoại giới thao túng trưởng trung thời không Tiêu Phàm, cũng là kinh hãi không thôi. Phải biết, hắn trưởng trung thời không, thế nhưng là có thể gắt gao áp chế đế tử Phi A, nếu như hắn thật muốn liều mạng, lần trước liền có thể giết chết đế tử Phi. Nhưng đối mặt Long Vô Mệnh, hắn loại này cường đại thủ đoạn công kích, vậy mà không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạnh, không phải bình thường mạnh, khó trách Long Vô Mệnh có thể ổn thỏa địa bảng đệ nhất bảo tọa, không người dao động, hắn quả thật có dạng này vốn liếng. Bất quá, Tiêu Phàm không phải là nghĩ muốn giết chết Long Vô Mệnh, mà là đánh bại hắn mà thôi. Sau một khắc, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Long Vô Mệnh hai tay hóa thành vuốt rồng, hướng về phía hư không bỗng nhiên xé ra, hư không vậy mà xuất hiện một đạo vết nứt, Long Vô Mệnh nhanh chóng hướng về vết nứt bay đi. Bảo, Tiêu Phàm thấy thế, không chút do dự thúc giục trưởng trung thời không bạo tạc, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ầm vang nổ tung lên, dưới chân bọn hắn lôi đài trực tiếp hóa thành bột mịn. Bốn phía lôi đài màn ánh sáng hoàn toàn ngăn không được cái kia hung mãnh phong bạo, chỉ trong chốc lát, phong bạo liền quét sạch mà ra, sao? Long Vân đám người thấy thế, không chút do dự xuất thủ, đem cỗ kia phong bạo áp chế ở trong phạm vi nhất định. Xem cuộc chiến tu sĩ có thể dọa cho phát sợ, đây đã là lần thứ hai. Thiên các cùng thánh các tu sĩ cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, bây giờ địa các tu sĩ, đều như vậy biến thái sao? Mấy tức về sau, hung mãnh bạo tạc chậm rãi bình ổn lại, lôi đài sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hư không lại là lộ ra hai đạo bóng người. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, áo bào như trước, vẫn như cũ lộ ra phong khinh vân đạm. Trái lại Long Vô Mệnh, trên người áo bào rách nát không chịu nổi, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, có vẻ hơi chật vật. Lần thứ nhất giao phong, Long Vô Mệnh hiển nhiên bại. Long Vô Mệnh bại, có người lên tiếng kinh hô, không thể tin được kết quả này. Đây chính là Long Vô Mệnh A, cường đại dường nào, nhà địa các tất cả tu sĩ xông không qua khí đến, dù cho thiên các tu sĩ, cũng không mấy người có khả năng so sánh hắn. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà thua ở một cái thái cổ thần giới tu sĩ trong tay, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Nhưng mà sự thật đang ở trước mắt, bọn họ không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Không, Long Vô Mệnh không bại, chỉ là ăn một cái thiệt thòi mà thôi. Không sai, cái này còn không xong đây, Tiêu Phàm đoán chừng bỏ ra cái giá cực lớn, muốn đánh bại Long Vô Mệnh, chỉ là kết quả hiển nhiên không đạt tới hắn đoán trước. Có thể làm cho Long Vô Mệnh ăn thiệt thòi. Hắn đã đủ để kiêu ngạo. Thiên hoàng tu sĩ lắc đầu, bọn họ vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm có được chiến thắng Long Vô Mệnh thực lực, vừa rồi chỉ là chiếm được một điểm lợi lộc mà thôi. Tiêu Phàm xác thực không nghĩ tới, Long Vô Mệnh vậy mà trọi cứng lấy trưởng trung thời không bạo tạc, hơn nữa còn có thể sống được đứng ở lôi đài trên không. Hắn không thể không thừa nhận, Long Vô Mệnh so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Rất lâu không chịu tổn thương. Long Vô Mệnh sờ mép một cái máu tươi, sau đó cười nhìn lấy Tiêu Phàm, nói, người rất không tệ, vượt xa dự liệu của ta. Nói lấy, Long Vô Mệnh lại từ từ hướng đi Tiêu Phàm, chỉ bất quá so với phía trước phong khinh vân đạm, giờ phút này hắn khí thế trên người như hồng, bá đạo hết sức. Không gian chung quanh, dường như đều chịu không được hắn uy áp, trực tiếp vỡ ra, vô số tỉ mỉ loạn lưu bắn ra. Vẻn vẹn chỉ là khí thế. Thì đến được bị người xấu hổ cấp độ. Hắn đồng thuật đối Tiêu Phàm vô dụng, hiện tại hắn hơi có chút nghiêm túc. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, cái này còn không phải Long Vô Mệnh cực hạn, trước đó hắn toàn thân răng đầy long lân, đó mới là kinh khủng nhất. Thân thể kia cường độ, hẳn là không thua Tà Vũ nhục thân, đạt đến vô thượng kim thân một rèn cấp độ. Ngươi cũng rất tốt, có thể tiếp được ta một đòn, vẻn vẹn chỉ là bị thương mà thôi. Tiêu Phàm cười đáp lại, đột nhiên, hắn xòe bàn tay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, dám cùng Long Vô Mệnh nói như vậy. Đám người khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm,
nụ cười kia, càng là quá bị ổi. Bất quá, thánh các phương hướng trong góc đứng đấy một bóng người, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên sẽ liếc mắt nhận ra, chính là cùng hắn diệt hai tòa tam tinh ma thành Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết nhìn thấy Tiêu Phàm hộp ngọc trong tay, đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, trong lòng kinh hãi nói, hắn nghĩ giết Long Vô Mệnh sao? Mà lúc này, Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Long Vô Mệnh nói, lại ăn ta một đòn, người nếu có thể đón lấy, ta không nói hai lời liền nhận thua. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp đem hộp ngọc trong tay ném ra ngoài. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra một cái hộp ngọc ứng phó Long Vô Mệnh, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Gia hỏa này là muốn dùng hộp ngọc đập chết Long Vô Mệnh sao? Chuyện cười lớn, có người trực tiếp mở miệng chào phúng. Long Vô Mệnh cũng là khó hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, vẻ mặt không hiểu, trong nháy mắt một điểm, hướng về hộp ngọc kia bắn ra. Đám người thấy thế, không tự chủ được bật cười. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ liền không cười được. Làm Long Vô Mệnh công kích rơi vào hộp ngọc phía trên lúc, hộp ngọc trực tiếp nổ tung, nhưng mà cũng không có bọn họ tưởng tượng sự tình gì đều không phát sinh. Mà là, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, kim sắc quang mang trong nháy mắt che mất thương khung, đâm đến thánh tôn cảnh đều không mở mắt ra được, ở ném ra hộp ngọc kia một sát na kia, Tiêu Phàm đã nhấc chân chạy. Cái gì địa các thi đấu đệ nhất, hắn đã không cần thiết. Long Vô Mệnh loại này biến thái, tuyệt đối không phải hắn hiện tại loại trạng thái này có thể thắng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không cho là mình thắng không được đẹp đẽ, phá diệt chi lực vốn là hắn một loại cường đại thủ đoạn, chẳng qua là không khác biệt công kích mà thôi. Mặt khác, chính hắn cũng căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu như thi triển tu la đệ ngũ biến, hắn nhục thể cũng không yếu với vô thượng kim thân đệ nhất đoán, tự nhiên có thể cùng Long Vô Mệnh một trận chiến. Nhưng là, hắn những thủ đoạn này, đều là không dám tùy tiện lấy ra. Mà đồng thuật, cùng trưởng chung thời không, thậm chí thi triển thời không na di thiểm cũng không làm gì được Long Vô Mệnh, vậy cũng chỉ có dùng phá diệt chi lực liều một phen. Nếu như không phải Long Vô Mệnh cái kia cao cao tại thượng, tự cho là đúng bộ dáng, Tiêu Phàm cũng sẽ không dùng phá diệt chi lực ứng phó hắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm trong hộp ngọc phá diệt chi lực cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dù sao hắn chỉ là muốn cho Long Vô Mệnh một bài học mà thôi, cũng không có đến sát sinh sát tử cấp độ. Đang chuẩn bị chạy ra lôi đài trước đó, Tiêu Phàm đã vũ trang đến tận răng, cái kia phá diệt chi lực dĩ nhiên không diệt được Long Vô Mệnh, nhưng phá hư lực lượng, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Hắn không biết là, Long Vô Mệnh ở phá diệt chi lực nổ tung một sát na kia, cũng toàn thân răng đầy long lân, không dám có chút khinh thường. Dù vậy, hắn vẫn như cũng ngăn không được phá diệt chi lực trùng kích, chấn động đến hắn máu tươi cuồng phún, hắn thân thể tức thì bị một cổ lực lượng cường đại xông bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, xa không phải Tiêu Phàm chạy trốn có thể so sánh. Tiêu Phàm tốc độ đã coi như là tương đối nhanh, nhưng vẫn như cũ bị phá diệt chi lực dư ba trùng kích đến, chấn động đến ngũ tạng lục phủ tê dại một hồi. Thật sự là cái này lôi đài quá hẹp, vừa rồi hộp ngọc kia bên trong phá diệt chi lực đủ để hủy đi hơn 10 dặm, thậm chí mấy trăm dặm phạm vi. Đám người tất cả đều trợn to hai mắt, ngây ra như phỗng. Những cái kia vừa mới còn châm chọc Tiêu Phàm tu sĩ, tựa như bị hung hăng tát một bạt tai, trên mặt đau rát. Cho dù là Long Vân đám người, cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ cũng bị Tiêu Phàm hộp ngọc kia phá hủy cho khiếp sợ đến. Bản nguyên chi lực, cách đó không xa La Dương kinh ngạc không thôi, trực tiếp kinh hãi ngồi lên. Hắn lại có thể tách rời bản nguyên chi lực. Không đúng, hắn mới thánh đế cảnh A. Sau đó, La Dương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tựa như sẽ thấy ma một dạng. Long Vân cũng là trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Dù cho trước đó Tiêu Phàm chặn lại Long Vô Mệnh đồng thuật công kích, hắn đều không có dạng này chấn kinh. Phải biết, bản nguyên chi lực, đây chính là thánh tôn cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng A. Hơn nữa một dạng thánh tôn cảnh căn bản không thể tách rời. Cho dù tách rời, cũng không thể thời gian dài tồn tại. Nhưng Tiêu Phàm, một cái thánh đế cảnh lại có thể có được bản nguyên chi lực, hơn nữa còn làm được tách rời, cái này khiến bọn họ làm sao không khiếp sợ đây. Long Vân cùng La Dương đám người liếc nhau một cái, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Bọn họ tự nhiên không tin đây là một cái thánh đế cảnh tu sĩ có thể làm được, khả năng duy nhất chính là
Tiêu Phàm phía sau, cũng có tuyệt thế cường giả tồn tại. Bằng không mà nói, căn bản sẽ không có được bản nguyên chi lực hộ thể, càng không khả năng đem hắn phong ấn tại một cái hộp ngọc. Nhất định là vị kia cho hắn. Long Vân trong lòng âm thầm khẳng định, hắn thấy, cũng chỉ có vị kia, mới có thể dễ như trở bàn tay tách rời bản nguyên chi lực, hơn nữa cất giữ ở một cái hộp ngọc. Nếu như hắn biết rõ, đây là Tiêu Phàm tự mình làm đến, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ở Long Vân đám người áp chế xuống, phá diệt chi lực tạo thành tổn thất cũng không lớn, bất quá, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện, Long Vô Mệnh máu me khắp người nằm ở phế tích, trên người cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo da thịt. Vừa rồi cái kia sắp vỡ, hoàn toàn đem Long Vô Mệnh cho nổ buồn bực. Tiêu Phàm mặc dù cũng máu me khắp người, nhưng so sánh Long Vô Mệnh mà nói muốn tốt rất nhiều, dù sao hắn sớm đã có đề phòng, hơn nữa khoảng cách bạo tạc trung tâm nhất cũng có chút khoảng cách. Long Vân ánh mắt phức tạp ở Tiêu Phàm cùng Long Vô Mệnh trên người bồi hồi, hồi lâu mới nói trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng. Minh Thản ngữ, hoàn toàn không thua gì vừa rồi cái kia phá diệt chi lực nổ tung tiếng vang, bốn phía tất cả tu sĩ lần nữa bị chấn động đến mảng nhĩ run lên. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể chiến thắng Long Vô Mệnh? Dạ, ta rõ ràng nhìn thấy chính hắn thoát đi lôi đài, làm sao có thể thắng? Ta không phục, hẳn là phán Long Vô Mệnh thắng. Đám người triệt để sôi trào lên, cũng không nguyện ý tiếp nhận kết quả này. Kỳ thật, đối với bọn hắn mà nói, ai thua ai thắng đều không trọng yếu. Trọng yếu là, thiên hoang người không thể bị thái cổ thần giới người đánh bại. Bằng không mà nói, thiên hoang tu sĩ về sau còn thế nào ở thái cổ thần giới tu sĩ trước mặt cao ngạo làm người. Quả nhiên thắng, Tà Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói. Sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi. Long các chủ, kẻ này mượn nhờ ngoại lực, ta không phục. Lúc này, La Dương đột nhiên hét to nói. Địa các thi đấu, mỗi người dựa vào thủ đoạn, Long Vô Mệnh so Tiêu Phàm rời đi trước lôi đài phạm vi, dựa theo quy củ, hắn thua. Long Vân kiên nhẫn giải thích nói, hắn nội tâm cũng có chút phức tạp. Nếu như bên người thân không cần đạo lý, hắn hẳn là phán Long Vô Mệnh thắng. Dù sao Long Vô Mệnh là của hắn hậu bối. Nhưng hắn nhìn Tiêu Phàm lại rất thuận mắt, nhất là Tiêu Phàm phía sau còn có vị kia tồn tại, hắn chỉ có thể giúp lý không giúp thân. Mỗi người dựa vào thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể dùng thánh đế cảnh thủ đoạn, bản nguyên chi lực chính là thánh tôn cảnh thủ đoạn, hơn nữa còn là diệt sát dị ma trọng yếu lực lượng, không nên dùng để đối phó thiên hoang người, càng không nên dùng tại địa các thi đấu phía trên. La Dương nói năng có khí phách nói. Đám người nghe vậy, cũng âm thầm gật đầu. Tiêu Phàm dùng thánh tôn cảnh thủ đoạn, tới đối phó thánh đế cảnh tu sĩ, cái này vốn là không công bình. Nếu như về sau người có bối cảnh, đều mượn dùng một chút bản nguyên chi lực tới tham gia địa các thi đấu, cái kia địa các thi đấu còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải là ai có bản nguyên chi lực nhiều, người đó liền có thể đoạt được địa các thi đấu người thứ nhất. Hơn nữa, bản nguyên chi lực thế nhưng là dùng để diệt sát dị ma lực lượng cường đại một trong. Lại có thể dùng để đối phó người một nhà đây. Nếu như này bản nguyên chi lực, là ta bản thân ngưng luyện đây. Cũng liền ở tất cả mọi người đều phủ định Tiêu Phàm thời điểm, chính hắn lại đứng dậy. Ngươi ngưng luyện, La Dương sắc mặt u lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi cái gì tu vi. Thánh tôn cảnh bản nguyên chi lực, là ngươi có thể. Nhưng mà lời còn chưa dứt, La Dương thanh âm đột nhiên ngừng lại, con ngươi run rẩy kịch liệt lên. La Dương trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, không thể tin được bản thân nhìn thấy, không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Nhưng mà, ở Tiêu Phàm lòng bàn tay, lại là chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn phá diệt chi lực, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn xác thực ngưng tụ ra. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn tương đối trắng bệch, hiển nhiên ngưng tụ điểm ấy phá diệt chi lực cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm xác thực không dễ dàng, hắn sợ người khác phát hiện bản thân bí mật, điểm ấy phá diệt chi lực, chính là linh hồn bản thể ở không gian ý thức bên trong ngưng tụ ra. Hơn nữa, đem ngưng tụ phá diệt chi lực chuyển vận đến lòng bàn tay, càng là cực kỳ khó khăn. Cũng may hắn kinh mạch đã sớm qua khí số rèn luyện, 10 điểm cứng cỏi, bằng không mà nói, đoán chừng đã sớm không chịu nổi xé rách. Thật là ngươi ngưng luyện, La Dương run rẩy mở miệng.
dù cho giờ phút này hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ có chút không tin. Hiện tại, ta tuyên bố, giới này địa các thi đấu người thứ nhất, Tiêu Phàm. Long Vân bỗng hét to nói. Sau một khắc, hắn lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, nghiêm nghị trừng Tiêu Phàm một cái, ngay sau đó thấp giọng nói, đi theo ta. Tiêu Phàm vội vàng ngừng phá diệt chi lực chuyển vận cùng cô đọng, vẻ mặt không hiểu nhìn xem Long Vân. Nhưng mà Long Vân cũng không nói thêm gì, mà là mang theo Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lưu lại tại chỗ vẻ mặt mộng bức đám người. Thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Phàm vậy mà đoạt được địa các thi đấu người thứ nhất. Hắn nhưng là thái cổ thần giới người A, lúc nào thái cổ thần giới tu sĩ cũng có thể đoạt được địa các thi đấu hạng nhất. Thế nhưng là, Long Vân đã tuyên bố kết quả này, ai cũng sửa đổi không được. Mà thái cổ thần giới tu sĩ, lại là hưng phấn không thôi, tựa như đoạt được địa các thi đấu hạng nhất là chính hắn một dạng. Có vẻ như có chuyện không tốt muốn phát sinh a. Tà Vũ hướng về Tiêu Phàm biến mất địa phương, không khỏi híp híp hai mắt, nói, xem ra, ta cũng phải làm một ít gì mới được, bằng không Tiêu Phàm không nhất định có thể tránh thoát kiếp nạn này. Nói xong, Tà Vũ cũng tại chỗ biến mất, cũng không có bởi vì Tiêu Phàm đoạt được địa các thi đấu người thứ nhất mà hưng phấn cùng kinh hỉ, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Lại nói Tiêu Phàm bị Long Vân mang đi, chỉ chốc lát sau, đã xuất hiện ở một tòa cung điện. Bang một tiếng, đại điện chi môn đóng lại, trong điện chỉ còn lại có ba bóng người, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng Long Vân bên ngoài, còn có cái kia La Dương. Tiểu tử, người có biết hay không, người bây giờ phiền toái. La Dương tức giận nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không biết vì sao, bất quá hắn cũng đoán được một ít chuyện, hơn phân nửa là cùng hắn có thể cô đọng phá diệt chi lực có quan hệ. Tiêu Phàm, người không nên trước mặt nhiều người như vậy cô đọng bản nguyên chi lực. Long Vân cũng hít sâu một cái nói, sắc mặt hết sức ngưng trọng, trong đầu hắn phi tốc tự hỏi ứng đối phương pháp. Là lão phu sai, lão phu không nên chất vấn hắn. Một bên La Dương thở dài nói, lão phu chỉ là nhìn không được ngươi mượn dùng người khác ban cho, sớm biết ngươi có thể ngưng tụ bản nguyên chi lực, lão phu liền không nên quát lớn ngươi. Bây giờ nói những cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại mấu chốt nhất chính là, làm sao chịu nổi những cái kia lão gia hỏa áp lực. Long Vân khoát tay một cái nói. Ngăn không được, bọn họ nhất định sẽ đem hắn mang đi. La Dương sắc mặt tái xanh hết sức, nghiến răng nghiến lợi nói, những cái kia lão gia hỏa, hận không thể đem tất cả mọi người có thiên phú nghiên cứu một phen. Nếu như Long Vô Mệnh không phải ngươi Long gia người, đoán chừng sớm đã bị mang đi, ai có thể ngăn được. Chí ít dựa vào chúng ta, là không làm được. Tiền bối, các ngươi lại nói cái gì? Tiêu Phàm yếu ớt nhìn xem hai người nói. Trước đó hắn đối La Dương còn có chút khó chịu, có thể nghĩ đến đối phương giờ phút này vẻ mặt hối hận bộ dáng, Tiêu Phàm đối với hắn ấn tượng ngược lại là cải biến mấy phần. Long Vân cùng La Dương hai người khôi phục lại bình tĩnh, trầm mặc mấy tức về sau, Long Vân mới hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm, ngươi cũng đã biết, ngươi có thể dung luyện bản nguyên chi lực năng lực, sẽ cho ngươi mang đến nhiều lớn phiền toái. Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, đây chẳng qua là bản thân năng lực đặc thù mà thôi, có phiền toái gì sao? Long Vân biết rõ Tiêu Phàm khẳng định không rõ ràng, lại giải thích nói, ngươi biết, thánh đế cảnh vì sao không thể triệt để giết chết dị ma, mà thánh tôn cảnh lại có thể làm đến sao? Là bởi vì bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm mặc dù không hiểu, nhưng cũng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Không sai, Long Vân trịnh trọng gật đầu, nói ta thiên hoàng tu sĩ đột phá thánh tôn cảnh về sau, có thể cảm ngộ bản nguyên chi lực mới có thể triệt để gạt bỏ dĩ ma, không cho hắn cơ hội sống lại. Dù vậy, đại bộ phận thánh tôn cảnh cường giả, cũng không có thể tách rời bản nguyên chi lực, thậm chí là ta, cũng rất khó làm đến, có thể ngươi tại thánh đế cảnh liền có thể tách rời bản nguyên chi lực, ngươi biết đây đối với thiên hoàng thần các, thậm chí toàn bộ thiên hoàng mà nói đại biểu cho cái gì sao? Cái gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn biết rõ, thánh đế cảnh sở dĩ không cách nào gạt bỏ dị ma, là bởi vì không thể tiêu diệt dị ma khí số, cái này cùng dị ma khí số sớm đã dung nhập nhục thân có quan hệ. Mà đột phá thánh tôn cảnh về sau, cảm ngộ bản nguyên chi lực lại có thể làm đến điểm này, đây là bởi vì bản nguyên chi lực cùng dị ma phương pháp tu luyện, bản chất là giống nhau. Mà bây giờ,
hắn ở thánh đế cảnh liền có thể làm đến bước này, nếu như biện pháp này có thể mở rộng, thiên hoàng tu sĩ đều có thể nắm trong tay, cái kia thánh đế cảnh liền có thể gạt bỏ đại bộ phận ma đế cảnh dĩ ma, không cho nó trưởng thành cơ hội. Đây đối với thiên hoàng mà nói, tuyệt đối là một kiện kinh thiên đại sự. Bọn họ sẽ mang người đi, phân tích người năng lực, vận khí tốt, người sẽ không chết, có thể vận khí kém, người tất nhiên sẽ bị phân giải. Long Vân trịnh trọng nói. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn nội tâm cũng có vài tia hối hận, trong lòng một vạn con mẹ nó lao nhanh. Nha, đây không phải muốn đem mình làm chuột bạch sao? Lão tử mới không cần làm tiểu chuột bạch, thật đúng là hoài bích có tội a. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, bản thân vừa mới đoạt được địa các thi đấu đệ nhất, thật không nghĩ đến phiền phức cũng tới nhanh như vậy. Ngươi cho ta một cái chính xác trả lời thuyết phục, ngươi dung luyện cùng tách rời bản nguyên chi lực thủ đoạn, có thể hay không mở rộng? Long Vân trầm giọng hỏi. Không thể, Tiêu Phàm quả quyết lắc đầu, loại này thủ đoạn, người khác thật đúng là làm không được. Hắn Tiêu Phàm sở dĩ có thể làm đến, cũng là bởi vì thể chất của hắn hết sức đặc thù. Hơn nữa phương pháp tu luyện không chỉ cùng thiên hoang giống nhau, còn cùng dị ma tương tự, lúc này mới có thể sử dụng nguyên tinh cùng ma tinh tu luyện. Mặt khác thiên hoang người, căn bản không thể hấp thu ma tinh bên trong khí số, điểm này là đã sớm qua chứng minh. Tiêu Phàm không có giải thích quá nhiều, ngược lại ngữ khí cực kỳ kiên định, cái này khiến Long Vân cùng La Dương càng thêm không có hoài nghi. Bởi vì nếu như loại này thủ đoạn có thể mở rộng mà nói, Tiêu Phàm không cần thiết che giấu, hắn chỉ cần đem loại phương pháp này giao ra, thiên hoàng tất nhiên sẽ cho hắn hết sức ban thưởng. Ta tin tưởng ngươi, cho dù đánh bạc cái mạng già này, ta cũng sẽ bảo ngươi. Long Vân trịnh trọng chuyện lạ nói. Tính ta một người, hắn tiểu tử đoạt được địa các thi đấu đệ nhất, lão phu xác thực khó chịu, nhưng như thế nào đi nữa, hắn cũng là ta địa các người. La Dương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Các chủ. Thần các phó các chủ cầu kiến, vừa dứt lời, đại điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.